Thôi nín đi em, lệ đẫm vài giờ buồn thương nhớ ơi. Em hỡi đôi mình, mộng này đã tan, tình đã dở dàng. Em khóc những chiều anh xót xa nhiều, thương cho tình yêu. Nỗi buồn chua cay khi lòng đổi thay, thôi hết sung vầy. Nếu biết rằng tình là dây oan, nếu biết rằng hợp rồi sẽ tan, nếu biết rằng yêu là đau khổ, thả dương gian đừng có chung mình. Lâu mất đi em vương hết đêm dài, mãi bước sang ngàn lòng than nát tan, tình đã xa xa. Thôi khóc làm gì, đã lỡ duyên thề thương nhau làm chi. Nỗi buồn chua cay xa cách nhau rồi, thôi khóc làm gì, đã lỡ duyên thề thương nhau làm chi. Nỗi buồn chua cay khi mình chia tay, xa cách. Là em sao Nam em? Hay là lại là giấc mơ của anh? Nam em, đúng là em rồi. Đúng là em của anh rồi. Em, anh nhớ em lắm. Mà tại sao em lại vào được đây? Tại sao tay của em lại lạnh như vậy? Nam em, em sẽ kể anh nghe một câu chuyện nhé. Có một cô gái sinh ra trong một gia đình nghèo khó và không được ở bên cạnh gia đình. Tới lúc cô trưởng thành thì ba của cô mất. Cô chưa bao giờ có một cảm xúc, một cảm giác yêu thương từ một người đàn ông. Sau đó cô ta gặp được một anh chàng rất là đẹp trai. Lúc đầu thì cô ta nói với lòng mình rằng là đừng bao giờ yêu nha, và tìm mọi cách để từ chối. Nhưng mà không hiểu tại sao, càng từ chối thì tình yêu càng sâu đậm. Cô gái đó đã dành hết những gì mà mình có thể làm được cho người đàn ông đó. Rồi một ngày đẹp trời, người ta dắt cô gái đó đi chơi. Xong rồi người ta nói là em về nhà đợi anh nha.
cô gái đó cũng đợi đó. Đợi từ ngày này qua ngày khác mà không thấy một tin nhắn, một cuộc điện thoại. Ngay cả sống chết, mình cũng không biết người ấy có còn tồn tại hay không. Anh vẫn còn đây mà, là rời xa em. Nhưng trái tim anh lúc nào cũng hướng về em cả. Hôm nay là ngày cuối cùng mình gặp nhau đó. Tất cả những ngày gặp em đều là ngày cuối cùng cả. Em chán vậy hả? Thì từ đó giờ em vẫn nói là anh chán mà. Anh thật nhạt nhẽo. Cho miếng muối vô được không? Anh nhạt nhẽo lắm. Chỉ có tình cảm anh dành cho em là sâu đậm thôi. Em đừng đi. Đừng làm một bức ảnh trong tâm trí anh nữa được không? Anh nhớ em lắm. Và thưa quý vị, đó là Mạnh Đông và Nam Em. Xin mời nhạc sĩ Minh Vi sẽ có đôi lời. Đồng hát đoạn đầu của cái bài Tình Lỡ lúc mà xong ca thì Đồng bị chinh chút xíu. Khúc sau thì lại Nam Em cũng hơi chinh một xíu của bài sau. Hai bạn có tập với nhau không? Không có đúng không? Anh nghĩ là tới lúc đó, chỗ đó thì Nam Em nói thôi cứ để đó, em sẽ nói gì vậy đúng không? Thầy Đồng anh cứ ngồi nghe là tiếp. Tại vì tất cả các đội khác họ có cái người trợ diễn, và cái người trợ diễn hỗ trợ rất nhiều trong cái kịch bản của tụi em. Anh chỉ tiếc cái đó chút xíu thôi. Còn nếu như tụi em vẫn chơi luôn, tôi chơi tông lạnh, thì mình làm giống như tuần trước anh cái thuyền sen và một cái khói lạnh. Tụi em hát, lúc đó cái giọng hát tụi em được tôn vinh rất nhiều so với cái này. Thì vì cái thời gian của mình dàn trải nhiều quá mà cái nội dung mình hơi mông lung nên hơi tiếc cái đó thôi. Chứ phần hát tụi em anh vẫn đánh giá là một cặp hát rất đẹp nha. Nhan sắc có, nhất là đứng kế bên Tính là nhan sắc tôn vinh rất là nhiều. Rồi, chúc mừng hai bạn. Trong tiết mục vừa rồi anh cảm nhận là đó là một cái câu chuyện. Cho đến lúc là Nam Em trong những cái sương khói và bước ra có những cái lời gọi là tự sự đó, thì trong cái tự sự anh chắc chắn luôn là em đang nói về mình trong đời thực, đúng không? Phản đối hữu hiệu, không xâm phạm vào đời tư. Thực sự là nó sẽ ảnh hưởng đến cái cảm xúc của người xem. Vì sao anh hỏi như vậy? Bởi vì trong những cái dẫn dắt từ đầu Mạnh Đồng đi ra, và Mạnh Đồng hôm nay thực sự là một cái sự tiến bộ của Mạnh Đồng rất là nhiều về cái mặt diễn xuất, những cái bước chân nặng nề và đầy ưu tư, thì anh vẫn đang tưởng tượng Nam Em đó là một cái linh hồn hay là một cái hình bóng từ hồi ức, từ quá khứ, hoặc trong một cái cõi âm nào đó trở về. Và anh hơi nổi da gà lúc mà Mạnh Đồng hỏi Nam Em, mà Nam Em cứ lắc đầu và không có trả lời. Và đặc biệt là có một cái đoạn Nam Em đang đi nhẹ và đang diễn xuất với một tông lạnh, thì gạt tay vô chỗ cái ly nước để cho Mạnh Đồng ngồi. Rồi sau đó có một cái câu là anh hơi bị thiếu muối hay gì đó. Thì trong một cái mạch cảm xúc đó, nó đang lạnh, theo cái tông lạnh thì mình cứ theo một tông đi, mình lại thêm những cái câu thoại đó vào, với lại thêm những cái động tác, mà tự nhiên em không còn là người trong tranh nữa. Đó, thì đó là vì sao anh hỏi là nó là đời thực hay là nó trong cõi mộng. Nó làm cho anh cảm thấy phân vân. Nhưng mà tổng thể của tiết mục thì thật sự là anh cũng thích cái ý tưởng này. Để cho em nói vài lời nha. Tại vì sự kịch bản đầu tiên thì không nói nhiều vậy, không có liên quan gì đến cái đoạn mà lúc mà em với Nam Em ngồi nói chuyện cả. Em cũng đang lắng nghe. Hôm nay sẽ lên đây để nói những cái lời nào chân thật nhất với em.
em cũng ok, anh sẽ chiều theo em luôn. Em cũng hơi ngỡ ngàng nhưng mà em đang cố gắng cuốn theo câu chuyện của Nam Em. Và cái nhân vật của Nam Em khi mà Thoại á, nó làm vỡ đi cái nhân vật trong cái trí tưởng tượng của em. Nghĩa là nhân vật của em nghĩa là một người say rượu, Nam Em là một người trong cái cơn say của em thôi. Nhưng mà vô tình hôm nay Nam Em nói nhiều câu nó thật lòng quá ấy, cho nên người xem sẽ nghĩ là một người thật, không phải là người trong mộng. Cho em nói một câu, em xin lỗi tất cả mọi người. Em cảm thấy em làm cái điều đó đúng hay sai mà em phải xin lỗi? Em có lỗi với anh Đồng rất là nhiều. Thật ra anh Đồng luôn hỗ trợ, luôn giúp em mọi thứ, và kêu em là đi tập này kia kia nọ này, nói chung là nhiều lắm. Nhưng mà cuộc sống em dạo này nó cũng giống như bài hát á, nó cứ ương ương dở dở, nó không đi tới đâu hết. Trinh nghĩ là Mạnh Đồng sẽ hiểu, và mình còn mong thấy được Nam Em và Mạnh Đồng còn đi xa hơn nữa trong cuộc thi này. Mong là Nam Em thật bình tĩnh và tập trung để lấy lại phong độ. Cảm ơn những nhận xét quý giá của ban giám khảo. Lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo. Mẹ, hôm nay con có nấu cơm cho mẹ đó. Hôm nay ngày gì mà con trai của mẹ nấu cơm cho mẹ ăn? Mẹ, con định lên thành phố để làm việc với mẹ. Nhà mình chỉ có mỗi con. Bây giờ con đi rồi á, thì mẹ sao ạ Nguyên? Sống làm sao ở quê nghèo này hả mẹ? Bao thanh niên á, nó cũng đi làm hết rồi. Chỉ có ở thành phố á, mới có tương lai thôi mẹ, nha. Nhưng mà một mình con nó đất khách quê người, nhỡ đâu con gặp khó khăn bệnh đâu, rồi ai lo cho con hả Nguyên? Mẹ nói mẹ thương con á, mà sao mẹ không nghĩ đến tương lai con hả mẹ? Thôi, ngồi ăn cơm với mẹ đi. Mấy cái trái na sau vườn mình đã chín rồi. Đợi mẹ xíu, mẹ ra mẹ hái rồi mẹ con mình ăn cơm luôn. Dạ. Nguyên ơi! Chờ con ơi, mẹ chờ.
Mẹ ơi, nhà cửa trống quơ trống quắt vậy ta? Chiều về rồi đó hả? Chú Bảy, nãy giờ con về con đâu có thấy mẹ con ở đâu đâu chú Bảy à. Thì tao cũng đâu có thấy. Chú Bảy nói vậy là sao chú Bảy? Sao mà thấy được, vì bà đâu có hiện hữu ở trên cõi đời này nữa. Bà chết rồi. Chú nói thiệt hả chú? Bà thương mày biết là bao nhiêu, gom góp tiền bạc, dây người này mượn người kia để cho mày lên Sài Gòn. Mày làm ăn rồi đi bao nhiêu năm trời, mày có về nhà mày thăm bà ngày nào không? Bà nhớ mày, bà viết thư, bà muốn gửi lên bà thăm hỏi mày. Rồi bà nhận lại được cái gì? Mày không trả lời thư của bà, mày tệ lắm. Còn mày không tin tao á, thì mày cứ bước vô trong nhà mày coi kìa. Chị Hai ơi, thằng Nguyên nó về rồi đó chị. Và từng ngày mẹ mong, lớn khôn đâu rồi mà sao không nhớ quê. Con có lỗi với mẹ nhiều lắm mẹ ơi. Bao năm mẹ vất vả lo cho con từng miếng cơm manh áo, con chưa báo hiếu cho mẹ ngày nào. Bây giờ con về, mẹ con thôi. Rồi ngày con trở về đây, mùa kia xanh cỏ, mùa kia xanh cỏ lấp thân mẹ rồi, lấp thân mẹ rồi. Mẹ chờ con, mẹ còn đâu? Mẹ chờ con, mẹ chờ con. Mẹ còn đâu? Cảm ơn Hoàng Nguyên và Yên Nhiên. Hữu Tính có công nhận là cái bài hát Nỗi Buồn Mẹ Tôi của anh Minh Vi sáng tác đã buồn thấu ruột rồi, mà cái kết của tiểu phẩm này làm cho người ta cũng không cầm được nước mắt nữa. Với nhạc sĩ Minh Vi là cha đẻ của ca khúc này, cũng như chị Cẩm Ly là người đã hát ca khúc này rất nhiều lần và lay động bao nhiêu trái tim, thì không biết là chị Cẩm Ly cùng với anh Minh Vi
sẽ góp ý gì cho bạn ạ? Chị thích là cái bài này, cái kịch bản có xuyên suốt trong hai cái bài hát, cho nên nó sẽ tạo cảm xúc cho cái người nghe nhiều hơn. Chị thấy cái sự tiến bộ của Nhiên và Nguyên. Tụi em là thường thường là đứng một chỗ hát, mà hôm nay tụi em diễn như vậy cả một sự nỗ lực. Chị ghi nhận cái điều đó. Chỉ có điều là Nhiên lúc đầu á, em diễn chưa có ra thần thái của một cái bà mẹ lớn tuổi như thế, và em không nói chuyện, không nhìn con. Còn Nguyên, chị thấy một cái đoạn mà em chưa diễn ra một đoạn, đó là khi ông Bảy, ông báo tin mẹ mình đã mất. Cái đó là một cái cú sốc rất là lớn, nhưng em rất là bình thản. Càng về sau, tụi em nhập tâm vào, cho nên càng về khúc cuối tụi em diễn tốt. Chính vì cái nhập tâm như thế cho nên Nguyên bị lạc giọng ở cái đoạn cuối. Chị hiểu được là do em quá xúc động. Nhìn chung hôm nay chị ghi nhận cái sự nỗ lực và sự tiến bộ của hai đứa. Và chị rất là mong rằng với cái đà này thì cứ cố gắng mình sửa mỗi ngày mình diễn sẽ tốt hơn. Cái hình ảnh mà tôi thích nhất, dùng từ thích nhất, là bà mẹ bị đơn côi và rất cô độc ở một cái miền quê. Và mỗi một buổi chiều là mẹ chỉ ra và nói chuyện với con chim ở trên cành thôi. Cái nỗi đau họ dễ sợ lắm. Từng cái động tác của người mẹ này cũng phải chậm. Nhưng đâu đó Nguyên có cố gắng để làm. Hai bạn này vẫn có xung đột nha. Khi tập những cái mà tình cảm đó, em ngồi xuống em ôm mẹ, tụi em không làm. Không ra. Tụi em không thử. Và tụi em nói thôi cứ để mà diễn xuất thôi. Anh nói làm đi. Làm thì sẽ có được, sẽ thấy cái vụng về như thế nào. Đây là cái rút kinh nghiệm nha. Mình phải thử và làm đó. Ngay cả mẹ mất làm sao, khóc làm sao, thiệt làm sao. Đâu có biết được cảm xúc. Thì nay cảm xúc nó đông đầy, nó ào 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 tới thì là mình không có kìm được cảm xúc mình lại. Còn hôm nay là một tiết mục khá tốt, hoàn chỉnh. Anh chúc mừng tiết mục diễn xuất đầu tiên của hai đứa trong nghề hát của hai em. Cảm ơn nhạc sĩ Minh Vy. Dạ, hãy dành một tràng pháo tay cho Hoàng Nguyên và Yên Nhiên cùng những nỗ lực của họ trong tiết mục này. Và xin cảm ơn nhạc sĩ Minh Vy với ca khúc Nỗi Buồn Mẹ Tôi ạ. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Mới đó mà đã 2 năm rồi. 2 năm rồi, thời gian trôi qua nhanh thiệt. Hôm nay Dương có thấy tôi có gì đó lạ không? À, dạ có. Đúng bộ đồ này 2 năm trước em đã gặp được chị. Anh còn nhớ? Sao em quên được? Nhờ em gặp được chị mà em may mắn được gì làm bảo vệ cho chị. Em không còn phải dãy nắng dầm mưa nữa. Vậy 2 năm qua anh thấy tình cảm của vợ chồng tôi như thế nào? Dạ, vợ chồng anh chị đối xử rất tốt với em ạ. Anh cảm nhận gì về tình cảm của vợ chồng tôi? Vợ chồng anh chị có nhà cao cửa rộng, có cả một cái công ty lớn như vậy. Thật sự em thấy gia đình chị rất là hạnh phúc. Hạnh phúc? Dạ. Dương có biết hôm nay là ngày gì không? Dạ, hôm nay là ngày mà 2 năm trước em gặp được chị. Và cũng là ngày sinh nhật của tôi. Có thể cùng tôi thắp nến được không? Dạ. Tôi nhớ tới ngày xưa, chồng tôi mỗi lần sinh nhật hay ở bên tôi. Nhưng mà những năm nay thì... Chị à, chị đừng có buồn. Anh lúc nào cũng thương chị hết á. Thương tôi sao? Dạ đúng rồi. Thương tôi mà những lúc như thế này anh lại bỏ rơi tôi. Anh ơi, tôi biết có một người luôn yêu thương, luôn quan tâm tôi. Người đó là anh. Có đúng không anh? Anh có tình cảm với tôi mà đúng không? Có đúng không vậy Dương? Chị ơi, chị đừng có đùa vậy. Tại vì ảnh đi, ảnh lo nhiều công việc của công ty quá rồi ảnh bận. Cho nên ảnh không có nhiều thời gian cho chị. Chứ thật sự ảnh rất là yêu. Ta là kẻ đau khổ. Chúng ta hãy đến với nhau để xoa dịu nỗi đau. Dương ơi, có được không anh? Dạ, đừng. Chị đừng nói vậy mà. Dương. Em. Dương ơi, tôi đã lỡ yêu. Đừng. 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 Dương thấy đó. Cuộc sống của tôi không thiếu một thứ gì cả. Công ty là do tôi nắm quyền điều hành.
Bây giờ Dương cần gì, Dương cứ nói đi, tôi sẽ đáp ứng cho Dương tất cả. Chỉ cần... Tôi không cần. Bé bàng quá mà. Hôm nay hình như cái cửa này nó nhỏ lại hay sao? Nuôi ong tai áo, nuôi khỉ dòm nhà. Nghĩ sao vậy? Mặt đẹp, da đẹp, người đẹp, làm hành động không đẹp, lấy vợ người ta hả? Dạ, mày muốn chú làm phi công à? Mày lái máy bay mà già. Ông im đi. Ba mày im đi à? Nhìn thẳng vô mặt tôi nè, bà nói tôi á là mặc đồ màu mè, không nghe đàn ông, tôi đàn bà. Đúng rồi, tôi yếu sinh lý nè. Như cái đàn bà của tôi đem tiền về cho bà, nuôi cho bà trắng da dài tóc, rồi bà đi lấy bậy. Ông im đi. Tôi không im. Tại sao ông lại vu khống cho tôi? Tôi vu khống bà hồi nào? Ông đừng tưởng rằng ông dùng lý do đó để bôi xóa cái chuyện ngày xưa ông đã cho người truy sát tôi để cướp đoạt tài sản là ông có phải không? Phải đó. Tôi làm chuyện đó vì ai? Vì em. Tôi muốn bắt em lại bên tôi. Còn bây giờ bà muốn gì? Bà muốn theo tình nhân của bà gì? Được, tôi sẽ ký giấy ly dị cho bà đi theo nó, dưới điều kiện bà giao công ty này cho tôi. Không bao giờ có chuyện đó. Không bao giờ hả? Tôi sẽ cho hai người ba nốt nhạc đồ rế mí. Tôi đếm chữ chữ mí là thằng này biến khỏi cái đất này. Ông dám? Ông không được ép vậy. Nhẹ tay mày. Nhẹ tay. Mày biết cái này là cái gì không? Tao chỉ cần nghĩ một cái thôi. Đừng mà tôi. Một là mày ký. Hai là tao mày. Đừng. Để tôi ký. Tôi ký. Mày làm gì quýu vậy? Cuộc chơi thôi mà, xuống nước thôi mà. Tôi đã không còn gì nữa. Tôi chỉ còn có một trái tim để yêu Dương. Tôi giàu mà, tôi muốn mua gì mà không được. Vì tình yêu tôi đánh đổi tất cả. Nhưng nào tôi có được tình yêu đâu. Tiền có thể mua được tất cả, kể cả hạnh phúc. Nhưng không ai đem hạnh phúc của mình đi bán. Tiểu phẩm quá xuất sắc, người xem cảm thấy là lôi cuốn từng hành động một, rất là hấp dẫn. Thì bây giờ muốn biết là hai diễn viên của chúng ta đang có cảm xúc như thế nào, có hài lòng với phần này hay không ạ? Đến với cuộc thi thì tụi em cảm giác như mình được thăng hoa, mình được làm cái live show cho riêng mình. Hả? Thật, có được một cái live show để sau này già có tuổi về dưới quê coi lại thấy cũng vui vui. Dạ. Ok, cái này anh nói trước để anh tiễn Hoàng Mập vô trong trước đã. Hình như đứng đây chiếm khung hình hay sao á, xích xích gan mình tao kinh cái cặn coi. Thực ra là cái tiết mục này hai bạn phải cảm ơn anh Hoàng. Hai bài hát này không phải là hai bài hát bolero mà quen với lại khán thính giả. Nên cái kịch bản tụi em ít nhiều gì đó, cái nội dung tụi em phải bó buộc vào trong bài hát này. Hoàng Mập làm cho cái kịch này sôi động hơn. Nhưng chính vì cái feel quá của Hoàng Mập mà nói sai một câu. Em nói là chuyển công ty, vợ em giàu chứ không phải em giàu. Nên em có nói là em chuyển công ty cho bài đó, em bị sai một cái nội dung đó. Chính bà xã anh ngồi đây em hỏi, ủa vậy cuối cùng là ai giàu? Kịch Mỹ mà anh, phải kinh dị hồi hộp, tao không hiểu, mới coi lại lần hai. YouTube nó mới lên.
Em thấy bây giờ mà cái gì không hiểu tôi coi tết luôn. Trước khi rời khỏi sân khấu này cũng cảm ơn anh Vi rất là nhiều. Thật sự thì từng rồi Hoàng có việc, Hoàng phải đi từ thiện với Bến Tre, không hề coi tiết mục này hết. Hiện qua Dương nói là anh ơi anh lên coi mẹ em đi chứ, tụi em cũng không tự tin lắm. Thì Hoàng ngồi đó Hoàng coi thì mới có nửa tiết mục thôi, anh ấy gọi lần pin. Hoàng cái gì lạc nhách vậy, cái gì ghê vậy, em có làm em có biết. Rồi anh cứ nói một câu là anh không biết, trong vòng đêm nay em phải vô làm. Vậy thôi, gọi em về đi. Dạ, gọi em đi xuống. Rồi xong cái này là mới đi từ thiện tiếp. Dạ. Hai bài hát vừa rồi thì tôi thấy là Huỳnh hát tốt hơn. Có cảm giác như là em thuộc bài và em nhập bài hơn. Còn về phần Dương thì anh phải rất tiếc nói rằng là trong cái tiểu phẩm vừa rồi ít có đất diễn cho em quá. Cảm ơn hai em đã lắng nghe. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn Như Huỳnh và cảm ơn sự bản lĩnh của Đông Dương. Và chúng ta sẽ chờ đợi họ ở phần tiếp theo nhé. Ta dị nghỉ rồi sao? Có gì đâu mà dị nghỉ nè. Anh nói hến nghe nè. Ai mà dám dị nghỉ hả? Anh tát cái mặt dở mồm. Nhưng mà Thôi mày. Dạ. Ra ngoài canh cổng cho ông. Dạ. Hến ơi, anh thương em nhiều lắm. Vậy còn bà vợ anh sao? Trời ơi, bà vợ của anh hả? Anh đã nói với Hến rồi, bà chẳng những bà vừa già vừa xấu mà lại vừa dữ nữa. Anh quyết định anh phải bỏ bà cho bằng được. Anh phải cưới Hến của anh thôi hả? Dạ. Hến ơi, chiều anh đêm nay nha em. Dạ anh Nguyễn. Hỡi người yêu, em như ngàn ánh sao từng đành trong màn đêm, một tình đẹp xinh. Những phút thần tiên bên em lòng ngất ngây, trao dâng trong lòng anh đam mê cuồng say. Yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé em, kề vai bên nhau cùng say sưa khúc nhạc tình. Mình vui đêm nay và trao nhau tình đắm say. Này em yêu ơi, tình anh ngàn lời muốn nói rằng anh yêu em. Yêu ngay phút ban đầu. Tình cờ mình quen nhau. Trong ánh mắt em trao
chỉ mình em thôi. Trong trái tim anh, rằng anh yêu em, yêu ngay phút ban đầu. Tình cờ mình quen. Trời ơi, bừng bừng lửa giận sụt sôi. Trời ơi, bà nội ở đây, trộn nhắm yêu con hết hả? Tụi bay, dạ. Lỡ lục ra. Dạ. Ông ơi. Ê, bà chết rồi. Ra đi. Bà ơi. Chúng bạn từ ngày bao em dần phước gần nhà. Đúng mà. Bởi vì người yêu của em là đấng hào hoa. Đúng luôn mà. Ngày vui biết thương nào, tình say đắm ngọt ngào. Hỏi bằng rằng có người nào mà không mơ ước. Thế mà lòng em vẫn chưa được mấy hài lòng. Dẫu rằng người yêu của em cũng khá thủy chung. Thủy chung. Nơi đâu biết mà ngờ, hào hoa số đằng thề. Bởi vì hào hoa cũng là đào hoa vậy thôi. Nếu không đào hoa là gì? Hào hoa là gì? Nếu không đào hoa là gì? Là một chàng đẹp trai, phong lưu và dịu dàng. Đôi mắt ta tình yêu cô xì mê. Chết ông rồi. Có chồng hào hoa các em cần phải đề phòng. Phải đề phòng. Bởi vì hào hoa ít khi được tiếng thị trường. Tiếng thị trường. Người mang tiếng đèo bồng. Tình bay bướm lụy phiền khổ nhiều người khổ cuộc đời. Vì người yêu hào hoa. Trói ông lại cho tao. Bà ơi, tha cho ông đi bà. Tha cho tôi đi bà ơi. Tha cho ông bà. Tha cho tôi đi bà. Tha cho tôi nữa nữa. Quyết, để quên nhau. Cảm ơn con. Cảm ơn chị. Lo giải quyết chồng chị nha. Em đi nha Quyết. Hào hoa là gì? Nếu không hào hoa là gì? Hào hoa là gì? Nếu không đào hoa là gì? Là một chàng đẹp trai, không lưu và duyên dáng. Đôi mắt ta tình yêu cô xì mê. Có chồng hào hoa các em cần phải đề phòng. Phải đề phòng. Bởi vì hào hoa ít khi được tiếng thủy chung. Tiếng thủy chung. Người mang tiếng đèo bồng. Tình bay bướm lụy phiền khổ nhiều người khổ cuộc đời. Vì người yêu hào hoa. Người mang tiếng đèo bồng. Tình bay bướm lụy phiền khổ nhiều người khổ cuộc đời. Vì người yêu hào hoa. Đem ông đi cho tao xử lý. Yeah, yeah. Trời ơi chết. Chết ông rồi. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Một tràng pháo tay cho Vũ đoàn Mặt Trời Việt cùng với một tiết mục rất dễ thương của Sơn Ca và Khư Huy Vũ ạ. À. Và cảm ơn diễn viên Quỳnh Liên đã hỗ trợ. Thấy chưa, bay bướm đào hoa chi cho nó cực dữ vậy. Dạ chưa chưa. Dạ chắc sẽ chưa. Đó, mà nể thiệt, cái chị này chị bỏ tiền ra để chị tạo chứng cứ để treo dò ông này, hay quá. Hà Trinh xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam đi ạ. Với cái kịch bản này, với cái phần dàn dựng như thế này, và đặc biệt là cái lửa của hai em nữa, cùng với tất cả những trò diễn đã bày biện ra trên sân khấu, những cái hoạt cảnh nó rất là vui nhộn và thực sự là rất là hóm hỉnh luôn. Và dưới này thì các khán giả cũng rất là cảm thấy là đáng đời cái ông Quan Hiệm mà cứ gọi là trốn vợ đi tòm tem. Trong cái lớp lan của cái câu chuyện á, nó có nhiều tuyến lắm. Những cái xuất hiện và đặc biệt là có những lúc Khu Huy Vũ đang hát với cô Bồ Nhí ở ngoài này á, thì phía bên trong kia Sơn Ca vẫn đang nấp mà
tức lắm, không dằn được là cứ lao ra. Sau đó là bị người nhà lôi vào. Mà hết lần này hết lần khác, anh thấy những cái điều đó nó rất là dễ thương. Và nó cũng tạo thêm cái gọi là cái những cái cảnh minh họa cho khi Huy Vũ đang diễn. Nó có rất rất nhiều những cái lớp lan và những cái câu thoại nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà nó thú vị. Và những cái di chuyển trên sân khấu nó mang cái màu sắc gọi là hài kịch đó, và đặc sắc. Và đến cuối rồi cũng tham gia cái cô mà bồ nhí, và bất ngờ đó là một cái người đã tham gia vào đường dây để dàn cảnh để mà bắt quả tang tại trận. Anh nghĩ là một cái kịch bản dễ thương, và hai em là hai cái nhân vật chính trong đó cũng đã hát, ca, diễn và diễn xuất mọi thứ trong cái điều kiện gọi là bị treo lên, rồi bị hành hạ, bị quăng, ném lên giường, rồi phải Huy Vũ phải lết để mà theo cái cô bồ nhí đó nữa. Tức là rất mệt. Anh nghĩ là mình phải có cái cột hơi nó phải ổn định. Anh nghĩ là cần có một cái lời khen và một tràng pháo tay thêm nữa cho hai em. Cảm ơn những lời khen của đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Nói chung là rất là giải trí, coi đã mắt mà không biết nghe có đã tai hay không. Đành phải nhờ giám khảo chuyên môn là ca sĩ Quang Linh và ca sĩ Cẩm Ly ạ. Xin mời anh Quang Linh trước được không ạ? Cái này tôi chiêm nghiệm mà tôi thấy luôn nha. Thấy rõ luôn á. Người nào mà có cái dáng mà nhỏ nhắn xinh xinh á, giọng hát khỏe ghê mà hay á, đúng không? Chị Ly hả? Anh này nói anh liên hệ, anh liên hệ bản thân hả? Rồi. Anh liên hệ bản thân kìa. Ở đây chỉ có hai người 1m52 thôi. Tôi không biết. Không thấy thật mà. Thì cứ người nào mà nhỏ là làn hơi khỏe, giọng mạnh, hát dễ sợ lắm. Quý vị có thấy vậy không? Mời anh Minh. Ở đây anh muốn nói về cái sự hợp lý trong cái cách dàn dựng của bên em. Anh chỉ giúp một vài chi tiết nhỏ nhỏ cho tụi em thôi, để cho nó tốt thêm. Ví dụ chi tiết mà núp sau cái lùm ụ rơm. Cái ụ rơm thì cái chi tiết đó nó sẽ rất là tạo một cái hài châm biếm mà tạo kịch tính thêm cho tụi em. Rất là điện ảnh nên Minh Vi cứ bay ra rồi bị lôi vào. Nó điện ảnh. Cũng may quá đó của em. Cảm ơn Minh Vi đã thương Vũ với ca và đã... Không, phải xác định lại là anh thương hết tất cả các thí sinh. Dạ, và đặc biệt là cũng dành cho tiết mục của em với ca nhiều như thế này. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Cho nó được tròn chỉnh hơn. Dạ, cảm ơn anh đã thương. Sau khi tụi em về, anh nghĩ là tụi em tập rất kỹ. Vì anh không tìm thấy cái chỗ sơ hở, những cái khoảng nhạc, những cái âm nhạc vẫn đi đều. Và tiết tấu của tụi em giữ rất chắc, đoạn nào ra đoạn đó, và cái lớp lan nào ra lớp lan đó, không có chật nhịp. Tụi em vừa diễn được tốt nha, và hát đúng cái kiểu là vừa hát vừa kịch, vừa hát vừa diễn. Cái đó rất khó, anh trả lời luôn, rất là khó. Người thấp mà à, người thấp à, 1m52 nữa đó phải không? Khó mấy cũng hát được. Không, mà tụi em anh dùng từ lấy cái này là tụi em chịu chơi. Vì sao? Bỏ guốc bỏ cẳng chơi luôn. Không sao hết. Không phải không guốc không cẳng đâu, mà hai cái đầu gối của em nó đen tím hết trơn. Em nó bầm lúc mà em quỳ đó phải không? Tại vì cái vết bầm nó quá nhiều rồi. Tại vì em với ca là thiệt sự là làm cái gì cũng vậy, nhất là cái niềm đam mê của tụi em thì tụi em muốn cháy hết mình. Không, anh nhìn dạ, anh thấy. Dạ, thì anh đã nghĩ được tâm huyết của tụi em thì tụi em không biết nói gì hơn nữa. Cảm ơn anh. Cảm ơn tất cả mọi người. Đánh giá cao cái sự lao động nghệ thuật nghiêm túc của hai đứa. Tại vì ở đây cái kịch bản và cái đường dây tụi em diễn đều tốt. Đúng như chị Anh Minh nói, có nghĩa là nó không chịch đi đâu thì tụi em phải tập rất là nhiều nó mới đi vào đúng từng chi tiết một. Cho ngay cả giờ chị nói, ngay cả cái cô Hến á, khi cô lấy cái micro của em, cô thoại xong là cô phải đúng cái chi tiết sao để cô vừa đưa kịp cho em cái micro để sau đó em còn hát. Nó cả một vấn đề, cho nên là nó tụi em tập rất rất là kỹ, tụi em lao động rất là kỹ. Và chị cũng khen em rất là chịu khó, tức là chơi tới bến. Trời ơi, em nghĩ sao mà em dịnh về mà em mà cái cậu đó giật giật mà em hát mà em vẫn ghi cái micro hát rồi sau đó nữa. Đó bao nhiêu cái chị biết, em rất là cực luôn. Sân ca, cái đoạn sau ấy, em ra đó, cái sức hát của em căng nó tốt hơn và để cái nó hòa nhập với nhân vật và cái lúc đó nó ổn định. Nhưng mà bà Quyện này bà giữ quá chịu không nổi. Nói chung là một cái kịch bản, một cái đường dây tụi em làm như thế đó, chị đánh giá rất là cao cái hoạt động nghệ thuật. Cái hợp lý, sự hợp lý của kịch bản này rất chặt. Anh dùng từ là rất chặt. Mình anh thích cái chỗ mà giải quyết cái cô Hến ấy.
cái cách mà cô ấy ra, cô ấy cô bảo là đưa tiền là em xong việc em đi về, để giải quyết nhân vật đi vào rất đẹp. Chứ nếu mà không có cái đấy mà để cô đứng đấy thì không biết sẽ làm gì. Đúng rồi. Rất là hay cái chỗ luôn. Chúc mừng tiết mục của hai đứa. Dạ, xin chúc mừng những lời khen đã dành tặng cho đội của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều ạ. Đất ơi, ta nói lâu ngày lên xì phố, thăm thằng cháu nhiều kỷ niệm lắm. Vui có, buồn có, mà sao ta nhớ quê dễ sợ luôn vậy hả? Lâu lắm hôm nay xa quê về thăm thằng cháu, ba nó tay tôi chăm nom bầy heo với gà, tay sách tay mang hai chục quýt bên đây bưởi xoài ngọt miền Tây, xe công công liếu con xe công xà. Hông, trời ơi, ôi hết hồn thiên. Ủa mà sao? Sao con ngủ thiếm thiếm không giật mình nhỉ? Trời đất ơi, nãy giờ bay núp ở trong bầy bè cho thiếm mắc gì hết hồn. Con bay làm sao hết hồn? Con bị liệu. Vậy cũng đời hùng ta. Ủa mà thiếm nè, con nghe mấy sắp nhỏ nói là thiếm lên Sài Gòn á. Mà sao thiếm về sớm vậy thiếm? Tại vì thiếm nhớ chú Ba đúng không? Tầm 7 mày. Thiếm là thiếm nhớ hàng xóm. 7 mày. Nói vậy chú bay nghe bay tưởng thiệt, ghen rồi la tao làm sao? Thiếm là thiếm nhớ như con đúng không? Hương. Hương. Nhưng mà không phải con. Hương nào thiếm? Hương qua đèo á. Hương qua đèo. Ôi thiếm ơi, thiếm mới lên thành phố có mấy hôm à, mà thiếm quên cái nguồn cội quê hương của mình rồi. Ở đây là đồng bằng sông Cửu Long, làm gì có đèo đâu mà leo. Trời ơi, người ta nói hương qua đèo là heo qua đường. Nhớ cái bầy heo ở nhà biết không? Khổ ghê vậy đó. Mà thím cũng ngộ nha. Người ta không nhớ tự nhiên đi nhớ bầy heo chi ạ? Trời ơi, đây nè. Sáng nào cũng cho tụi nó ăn, thân cận với tụi nó quá mà. Thím mà về trễ mấy bữa, tao nói mấy con heo giận bỏ ăn ốm nhắc hết cho mà coi. Nó nghe. Mà sớm ơi, tao cho tụi nó ăn. Dạ. Tao đứng trong chuồng tao cho ăn. Chú Hai bị đứng ở ngoài nói chà, nhìn vô trong cái chuồng là bà bự nhất á. Trời đất ơi, mày coi ác nhân không? Trời đất ơi, khổ lắm mà con ơi. Chưa tính nữa. Dạ. Mày không nghe ông Minh Vi ông nói hả? Sao? Thiếm nhớ con sông quê nhiều lắm, ban đêm thức dậy con bầy heo, tùy tuổi hai lúa vậy mà lòng vui. Vui thiệt. Vui vậy? Dạ. Tao nhìn bay là tao hết vui rồi nè. Còn sao thím? Chừng nào lấy vợ? Trời ơi, hết ba với má, giờ tới thím bắt con lấy vợ. Con đâu muốn lấy vợ thím. Con ơi, mình phải lấy vợ, mình phải có vợ đi con. Không thôi để bà con người ta đồn, người ta nói mình nè. Người ta đồn con sao? Ruộng. Đúng rồi, con mừng ruộng mà trời. Ý là người ta nói mày bóng ruộng đó. Trời ơi, con mừng ruộng thôi chứ có bóng. Ruộng thì có rồi. Nhưng mà thiếm làm con bị liệu hoài à. Ôi thiếm ơi, hơi đâu mà thiếm nghe thiên hạ người ta đồn. Con chào cô thiếm nè. Bà Khiếu nè. Thiếm nghe con kể nha. Nghe nha. Kể nghe sao được hả mày. Nghe nha. Kể gì hả? Nghe đi rồi biết. Nghe nha. Anh Ba Khía. Anh Ba Khía đó. Anh Ba Khía đó. Tên của tôi biệt danh anh Ba Khía, sống nơi ruộng đồng quê hương có dòng sông. Miền Tây vùng đất phù sa, quanh năm mưa nắng gian nan bên ruộng đồng. Nơi xóm trên làng bên ai cũng biết, nổi danh miệt vườn anh Ba Khía miền Tây. Nước da nâu đẹp trai mà dễ mến, làm bao thôn nữ ngất ngây men tình.
độc thân vui tính cô đơn nhưng chẳng buồn. Nhưng ba kia tôi đây sống một mạc đơn sơ nơi miền quê yêu dấu. Sông nước mênh mông nắng sớm nhưng thương lắm mà bao điều. Quê tôi đó có chín dòng sông nhỏ, cây trái quanh mùa lúa trổ vàng bông. Hò miền Tây thương lắm câu hò, lời ru chan chứa đậm tình quê. Có xa quê lòng ai không chẳng nhớ, người miền Tây tìm nhớ dân ca quê hương lời ru ấm lòng. Dân ca quê mình là số một. Tìm nhớ con sông quê nhiều lắm, ban đêm thức dậy cùng mấy heo. Tuy tôi hai lúa vậy mà lòng vui, chứ ba kia tôi tình duyên đâu dám ngỏ. Sống nơi mi kỳ nơi nào dám thương ai, đâu dám mơ tình ơi duyên chung lối. Sợ tiếng thương từ ba kia xót xa lòng, đâu dám mơ tình ơi duyên chung lối. Sợ tiếng thương từ ba kia đằng lòng đau. Liên khúc Thiếm Hai Lúa và Tân Cổ Anh Ba Khía, trong đó có sáng tác của nhạc sĩ Minh Vy. Anh Minh Vy ơi, cái bài này anh sáng tác thì anh có nhẹ tay hơn với các bạn thí sinh hay không? Hay là sẽ càng khắc khe hơn nữa? Trước tiên là tôi thấy tự nhiên cái hát xong cái bạn Tuyền á, nó làm vậy nè. Đúng không? Rớt xuống 8kg liền. Dạ mệt đó anh. Không, giống như em hát xong á, chết già xong rồi. Không có. Không có hả? Không có luôn á. Cái bài gốc của bài Thiếm Hai Lúa đó là nhảy, mà em nhắm nhảy nổi không? Được. Dạ đánh em lại thì... đánh lại cái intro đem thử nhảy ha. Thôi anh, mình còn nhiều số lắm, phải bảo vệ cái sàn cho nó nguyên vẹn anh nha. Thân em thì em không có thiết tha gì thân em đâu, nhưng mà em sợ là ảnh hưởng tới mọi người thôi. Thực ra khi lúc anh dựng cái bài chuyển qua cái rumba bolero á, nó dễ chịu hơn cho em. Và một cái phiên bản hát bolero dân ca Nam Bộ chưa bao giờ có của Thiếm Hai Lúa, thì nó sẽ hợp với cái dáng của em hơn. Và nó có cái sự duyên dáng nha, mặc dù em vẫn còn khan tiếng. Tới cái phần ba khía của Hương á, em bị trong trên cái đoạn cải lương, không có chính nốt cải lương. Nhưng mà nhìn chung là tiết mục này nó giải trí kiểu miền quê Nam Bộ. Và lần đầu tiên là vừa kết hợp nhạc nhanh nè, sung nè, rồi cải lương, tân cổ, rồi cộng là đang qua đang lại hai ba cái. Nhưng mà cái anh khen là hai bạn làm nhớ bài, và dù là có thoại trên cái nhạc luôn, nhưng mà vẫn làm được cái tinh thần là sảng khoái và rất miền Tây. Chúc mừng tiết mục của hai bạn. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn nhạc sĩ Minh Vy ạ. Không biết giám khảo Cẩm Ly đang ghi chú điều gì ạ? Cái bài này thật sự là nó dễ thương, và cũng có một cái lời khen là cái đường dây mà cái tuyến bài hát á, nó thay đổi liên tục. Nhưng mà mình vào không có bị hư, không có bị gãy. Và nãy anh Minh có nói cái những cái câu khìa, em đệm vào những cái câu khìa đó, nó không có trật ra ngoài, nó không có làm ảnh hưởng người mà đang hát. Tại vì nếu mà em khìa không có đúng, nó hay lọt ra ngoài cái khuôn nhạc đó là sẽ bị ảnh hưởng cái người kia liền. Thì tụi em tốt ở những cái điểm đó. Diễn cũng dễ thương. Duy có một điều chị nhắc Hương, em bớt gãi đầu chị. Mắc cỡ khó chịu là cái chuyện mà
tí xíu thôi chứ không có cái gì đâu mà nó không biết diễn hay sao, nó gãi đầu hoài. Với lại ở dưới cái nền này không biết nó có cái kiến soi mặt hay gì đó mà nó cúi mặt suốt hả, nó cúi tìm tiền lẻ gì đây nè. Nhiều khi cái khăn rằng có vấn đề gì không Hương? Có khăn rằng. Dạ. Cái đó là một tí xíu chị nhắc, tại vì ở tuần trước á, tuần trước trước nữa tập trước của em đó là chị đã thấy những cái nhiều khi em sợ tuyền diễn á, em sợ mình bị thừa thải đó, cho nên em cố gắng em tạo nhiều cái động tác để cho mà nó lấp liếm đi đó, thì nhiều khi nó lại bị nhiều quá, hiểu không? Còn tất cả trong bài hát và tiết tấu của một cái tổng thể rất là dễ thương, duyên dáng. Chúc mừng Tuyền với lại Hương. Nghe bài này á, anh rất là nhớ đó, fan đang cô Tư Cẩm Ly, mặc dù cổ ngồi chỉ cách một người thôi nhưng mà anh rất là cảm thấy nhớ, nhớ cái hình ảnh cổ mặc cái áo bà ba, rồi đôi khi là mái tóc dài xuống ha, đôi khi xõa hoặc đôi khi là bình sang một bên hoặc là hai bên á, nhìn rất là nhí nhảnh và nhảy theo cùng với vũ đoàn những cái động tác nhẹ nhàng. Và diễn, anh nhớ có một lần diễn ở Cần Thơ và có những cây bẹo của những cái giống như chợ nổi á, với lại những cái đồ chuối rồi những đạo cụ nông sản vậy đó, và cổ tương tác với từng thứ, tự nhiên mình thấy vô cùng đáng yêu. Và cái bài này không biết là anh Minh Vi á, ảnh viết trong một cái hoàn cảnh nào nữa, chắc là cũng khai thác ảnh hôm nay, có phải là Thím Hai Lúa là Thím Tư không? Ý là có phải là cảm hứng nó từ chị Tư không anh Minh Vi? Có cái này, cái nhân vật Hai Lúa là mình cũng tưởng tượng thôi. Thường thường người ta hay nói nếu mà người nào mà hồi xưa ví dụ như Hai Lúa lên Sài Gòn, Tư ớt dạng vậy, thì những cái người mà ta hay nói là cái người mà quê chút xíu, hay là lên Sài Thành, lên thành phố chơi á, thì ta hay kêu là Hai Lúa. Nhưng mà cái bài này khi mà viết ra thì có ý là chúng ta nên nhớ cái dân ca, những cái âm bậc ngũ cung, những cái cải lương, những cái dân ca gắn liền với cái người dân tộc Việt Nam, ruộng đồng, những cái mà nhặt tay rồi cũng sẽ trôi qua, những cái còn lại là cái của người Việt Nam hay hát, là tiếng mẹ, tiếng ầu ơ, rồi tiếng sang, sự sang xe cống, những cái đó. Nhưng mà cái bài này nó có một tiết tấu lạ hơn, là anh thích trên một cái nền nhạc nhanh và chêm những cái từ rất là chân phương vô. Và đúng là em hát á, và một phiên bản khác với cô Tư Cẩm Ly, một phiên bản của Tuyền Mộc, anh thấy là nó đậm cái màu sắc, nó rất là chất phác, rất hồn hậu, nó như là làng quê miền Tây, nó có cái gì đó nó rất là thân thương. Hôm nay anh nghe Tuyền hát, rồi Văn Hương có những cái đoạn sau hát về anh Ba Khía, rồi hát Tân Cổ, tự nhiên thấy những cái hình ảnh về những cái cung đường miền Tây á, nó rất là thân thương, những cái ghe xuồng tấp nập và những cái chợ nổi trên sông, nhiều cái hình ảnh nó trù phú nó hiện ra. Và thật sự là trong cái tiết mục hôm nay nó rất là vui nhộn và nó làm cho mình phơi phới trong cái tâm hồn luôn. Cảm ơn hai em rất là nhiều. Dạ. Cảm ơn đạo diễn Hoàng Nhật Nam và các ý kiến của ban giám khảo. Một Thím Hai Lúa nuôi heo và một anh Ba Khía, tưởng không hợp ai dè hợp không tưởng, qua phần trình diễn rất là duyên dáng của ca sĩ Văn Hương và nghệ sĩ Tuyền Mập. Một trang pháo tay nữa cho Thím. Diễn cái nét thân ai nấy lo thì phải. Thấy mọi người đứng góc mà không biết là giám khảo có thích cái nét này không. Câu đầu tiên bài hát nói gì em đọc lại. Dạ, ngày đó lâu rồi hai đứa mình yêu nhau. Đó, cái câu đó hai đứa tụi nó nói. Xin lỗi quý vị. Cho em chia sẻ một chút, vì cái lúc đầu chọn cái ca khúc này thì có một cái kịch bản nó hơi khác một chút. Bây giờ hồi nãy giờ hai anh em ở trong có một chút lo lắng là vậy. Cái câu đầu tiên thì đúng ra là của thật hát. Mình cũng không có thuộc lắm, thật sự vậy. Mà bây giờ hai anh em không còn kịch bản nữa thì hai người hát với nhau, nhìn nhau thì đang cảm giác như là hai đứa đang yêu nhau. Rất là hơi bị khó diễn, thật sự là vậy. Không dám nhìn qua mà cũng không dám nhìn lại. Nó cũng hơi là làm cho mình có một chút gì đó không có tự tin. Giống như nó hơi sai ở đây. Dạ.
Quang Linh nó đang cười. Anh nghĩ gì về tiết mục tuần này ạ? Cứ cho như là cái chuyện mà bọn em thay đổi kịch bản ấy là giống như người nghệ sĩ mà trước khi tới sân khấu họ có một cái chuyện gì đó xảy ra gia đình, hoặc là một cái chuyện buồn bã, dỗi hờn, giận dữ gì đó. Đáng nhẽ hai em ra, nghe không? Cái chuyện gì đấy không có thuyết minh phụ đề gì cả, và mình cứ phải hát để phải trôi qua được cái tiết mục hôm nay đã. Đúng ra là phải như vậy. Thì ngược lại tụi em cho thấy luôn, từ lần đầu cho đến lần thứ hai, cho đến lần thứ ba, cho đến cái kết luôn, hai em rất là hoang mang. Không biết ba vị này sao, nhưng anh sẽ có niềm tin dành cho tụi em vào tập tiếp theo. Và mong rằng anh sẽ thấy được niềm tin đó qua cái sự thay đổi. Anh sẽ chờ đợi tập tiếp theo. Dạ thưa em sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn những tâm tình của anh Quang Linh này, giống như một người anh đang chia sẻ với các bạn. Thực ra trong một cái bài hát này, đúng có những cái câu mà chúng ta cùng ngắm trăng sao, hay là hẹn hò thì không nên nhìn. Nhưng mà có những câu mà nó mang ý nghĩa trung dung hơn, và nó thể hiện cái sự chia sẻ có thể được. Chẳng hạn như là những cái câu nuối tiếc cho những cái số phận nhỏ nhoi, hoặc cái câu kết. Cái câu đó nó mang một cái ý nghĩa trung dung như một cái niềm khắc khoải gì đó. Nó không mang ý nghĩa về tình yêu thuần nam nữ, hay là cho những người nam nam nữ nữ gì đó. Đó thì anh nghĩ rằng là trong suốt một bài, những câu kia các em cứ hát mỗi người mỗi cái tâm tư riêng và một cái khoảng trời riêng. Nhưng mà trong những câu như anh vừa kể trên, và đặc biệt là cái câu kết lại, các em hòa bè hòa ca với nhau, thì mình nên nhìn nhau một, chẳng hạn duy nhất một lần cuối thôi, để nó thể hiện cái sự mình đang song ca cùng với nhau. Đó chứ không phải rằng là mình có phải nghĩ theo một cách tiêu cực như vậy. Đó thì anh nghĩ nó có những cái hướng để mà xử lý. Ngoài ra thì anh rất là thích hai cái bộ vest tối ngày hôm nay, Trường Sơn với lại Huỳnh Thật mặc áo vest, thì giúp cho nam giới tăng thêm cái phần lịch lãm và đường bệ. Chỉ có những ai mà thực sự tự tin về body của mình, body mình đẹp do tập gym á, thì họ mới tự tin là không mặc áo vest và chỉ mặc áo sơ mi. Ví dụ như giám khảo trên bàn của chúng ta ở đây. Ở đây thì anh chỉ muốn khẳng định là ở đây hai anh em trên đó, hai anh em ở đây phải cần với những chiếc áo vest để mà tăng thêm vẻ lịch lãm. Thì anh Minh Vi ảnh rất là siêng tập gym rồi thể thao rồi xe đạp, cho nên là ảnh mới duy trì được một cái phong độ vậy. Và cũng chúc mừng cô Cẩm Ly vì hôm nay ảnh rất là tự tin, không cần mặc vest vẫn đẹp. Trời ơi, chữa cháy nghe nhiều. Người đàn ông có body đẹp, nhạc sĩ đấy, thấy chưa? Đạo diễn Minh Vi chia sẻ. Anh làm việc với hai bạn này rất nhiều lần, và anh cũng hay thương hai bạn đúng không? Các em đang thiếu một cái tự tin. Và anh không cần biết kịch bản, anh không cần biết một cái gì hết. Bước lên sân khấu, tôi là nghệ sĩ, tôi là ca sĩ. Và cái đó là cái châm ngôn cuối cùng để hai đứa thành công. Anh cảnh báo luôn nha, nếu tiếp tục như vậy, vòng sau tụi em phải đột phá một cách khủng khiếp thì mới mong lấy lại cái số điểm vượt qua vòng an toàn. Tụi em dư sức để làm những cái đó luôn, anh trả lời luôn. Nhưng cái sự tự tin phải cực kỳ quyết đoán vô tranh. Cảm ơn nhạc sĩ Minh Vi. Cảm ơn anh. Cố lên nha, dù bạn có thể làm được hay không thể làm được, bạn đều đúng. Nên hãy nỗ lực hết mình cho vòng tiếp theo có tính điểm nhé. Trời ơi, giờ chị làm sao đây? Chị ơi, chị ơi, chị lên Sài Gòn liền đi chị ơi, chị lên chị cứu em đi chị ơi. Chị biết rồi, nhưng mà sao chị cứu em được? Chị không cứu em là em chết đó. Ở trên này tụi nó đòi chặt chân chặt tay của em nè, chị lên liền đi. Tụi nó chặt chân chặt tay em hả? Chị lên liền đi. Rồi, bình tĩnh đi, chị lên liền, chị lên liền. Chị không lên liền, chị lên liền, chết đó. Chị lên liền, rồi, chị lên liền. Cô đứng lại đó. Cô đi đâu vậy? Em đi lên sớm trên xíu à. Tại sao vậy? Tại sao tới giờ này mà cô vẫn nói dối tôi? Em đâu có nói dối gì anh đâu. Cô đang dối tôi đó. Em đâu có dối gì đâu mà. Thế cái này cái gì? Cái này cái gì? Tôi mới thất nghiệp có một tháng thôi mà cô đã muốn thay lòng đổi dạ. Không có, em không có thay đổi đâu anh, em vẫn vậy mà. Cô đang thay đổi đó. Em vẫn yêu anh. Cô yêu tôi. Anh nghe em nói đi. Tôi không muốn nghe. Anh nghe em giải thích. Quyên đi. Cô chê thằng này nghèo, không phải có khả năng lo cho cô á. Như vậy cô cứ đi đi. Anh nói gì vậy anh Vinh? Anh đuổi em hả? Cô lên đi Sài Gòn á,
có kiếm cái thằng nào á mà nó giàu, nó giàu hơn tôi nè, lo lắng cho cô đầy đủ hơn tôi. Tôi sẵn sàng chúc phúc cho cô. Trời ơi anh Vinh ơi, mọi chuyện không, anh phải nghe cô em tham nói phú phụ bằng. Không có, em vẫn vậy. Anh phải nghe em nói một đi. Lần thôi, nghe em giải thích một lần thôi. Đi đi. Anh phải nghe em nói đi. Mà sao chua xót niềm đau, mưu sinh gian khổ trăm phần, nên ai ham phú phu bần để tôi buồn giọt đắng trăm lần. Có trăm thôi xin đừng giọt lệ em rơi, chiều nào em xa làng quê, em nghe mưa không đêm về, em nghe nắng nở trăng thề, những đêm buồn lỡ rồi tình quên. Trời kia như con sóng ngoài khơi, để tình đôi ta hãy đưa đường. Em ơi, hôm nào tiếng người đi, em đừng không làm chi để tim tôi buồn nghẹn ngào giờ đôi. Anh ơi, em dám nói gì đâu, đôi tay trắng làm sao cùng bên nhau xây môi duyên lòng nhau. Hôm nào em mỗi bước đường xa, nơi đất cánh người ta, có đêm nào buồn chặt lòng nhớ nhau. Nơi đây em xin chúc người ta yên vui sống bình an, để quên đi những vết thương lòng như quên một dòng sông. Thôi nếu đã không hiểu nhau rồi á, coi như mình hết duyên. Trời ơi, chị Hai ơi, chị Hai ơi, chị Hai, chị Hai ơi, chị Hai ơi, chị Hai. Ủa anh Hai, anh Hai thấy chị Hai đâu không anh Hai? Tao đuổi chị Hai mày đi rồi. Anh nói vậy là chị Hai đi rồi hả? Trời ơi, ba làm ăn gì là chết em rồi. Đã nói là ở nhà đợi em về, rồi em dẫn ba lên Sài Gòn làm. Em phải dắt đúng chỗ mới được. Rồi bà lên, bà không biết đường biết xá, đi lộn đường, rồi tụi giang hồ không thấy bà, rồi nó đòi nó chém, nó giết em nữa. Trời ơi, chị Hai ơi. Chú ơi, nó lại. Dạ. Chú ra đây. Chú mới nói gì vậy? Dạ. Cái gì mà giang hồ giang hồ? Chú nói gì mà tôi không hiểu gì vậy? Vậy chị Hai không nói gì với anh Hai hết hả? Thì là như vậy nè. Em đi học ở trên Sài Gòn á, Rồi em chơi bời theo đám bạn em, rồi tụi nó mê thể thao, thì em cũng tham gia mỗi thứ một chút. Đá gà một chút, đá banh một chút, số đề một chút, cờ bạc một chút, thậm chí gái gú cũng một chút. Nhiều chút á, nó dồn lại thành một đống. Trời ơi, chú nói lẹ lên cho nghe coi. Thì nói tóm lại là em nợ nần tụi giang hồ, giờ không có tiền trả, nó đòi chém đòi giết em trển á. Cái anh Hai biết sao không, em bí quá em làm liều, em nói với tụi nó ở dưới quê á, tao có bà chị Hai tướng bà ngon lắm, cái gì bà cũng làm được hết trơn á. Giờ không ấy, tao về tao kêu chị Hai tao lên làm việc cho tụi bay trừ nợ, tụi nó chịu luôn anh Hai. Chú mới nói cái gì?
chú ký giấy nợ, chú bán chị hai để trả nợ cho chú. Anh hai ơi, em hết cách rồi, nhà của hai chị em mà, bây giờ em đường cùng rồi, chị hai không cứu em thì đâu còn ai. Trời ơi, chú biết chú làm vậy chú giết tôi đâu. Trang ơi, Trang, anh hai ơi, trời ơi, chị hai, chị hai ơi. Giọt lệ em rơi chiều nào em xa làng quê, em nghe mưa không đêm về, em nghe nước nở trăng về, những đêm buồn lỡ rồi tình quê. Đời kia như con sóng ngoài khơi, em ở giữa dòng trôi, bây giờ biết nẻo nào tìm để tình đôi. Em xin anh hãy hiểu cho em không có thay đổi, để cho em đi cứu em của em, rồi em sẽ về, rồi em sẽ quay về. Trang ơi, Trang ơi, Trang. Mời chị Tư Cẩm Ly trước ạ. Khi Trang từ đây Trang bước lên, Trang ôm cái túi đi lên. Eo ơi, tự nhiên tôi muốn rớt nước mắt. Chỉ là một cái tướng lầm lũi đi thôi, rồi đứng ở đây chỉ hát mà đôi mắt thì xa xăm và nó ngấn nước trong đấy. Thấy nó một cái xúc cảm rất là nhiều. Cũng như cái đầu bài vô đó là mà thoại hai người xong, thì đúng ra là thường thường á, cứ thấy thoại xong là sẽ bắt vào câu hát. Nhưng mà Trang lắng một khoảng xong bắt đầu vô cái câu đầu. Không phải là mình nói là nó hay tuyệt vời hay là gì, nhưng mà có lẽ là cái cảm xúc nó động, lúc đó bắt đầu nổi cả cái da gà cái câu đầu tiên. Nhiều khi nó lại đắt những cái khoảng như thế, cái điểm nhấn như thế. Thì Ly thích Trang đối với cảm xúc như thế là rất là hay. Còn Ly cũng có một cái sự ưu ái là thực sự Ly thấy trong giọng Trang rất là hồn. Cái phần hồn, cái phần đó nó quan trọng lắm. Tuy ra nhiều khi mình hát chưa có tròn trịa lắm, nhưng cái phần hồn nó có thì nó dễ đánh động vào cái trái tim của cái người nghe lắm. Thì trong tiết mục này như vậy. Vinh thì hôm nay là tuần trước cũng có nói là Trang ơi, Trang nhớ Trang nại cái khúc củi này giùm chị cho nó linh hoạt lên. Trang nói chị yên tâm, chắc có lẽ tuần sau là chị sẽ thấy được. Thì đúng là hôm nay mỗi ngày là Trang cho Vinh diễn nhiều hơn một tí rồi. Nhưng Vinh, chị nghĩ em cẩn thận hơn khi Trang chỉ em tiết chế những cái chỗ giống như nãy chị nói á, cái sự đối lập. Em coi chừng là mình bị hét quá, cũng có giận dữ đó, nhưng mà cái âm lượng của từng cái câu nói của mình nên kiểm soát lại một tí xíu và nói từ từ một tí xíu. Đôi lúc em nói em hét quá, em dính chùm tất cả chữ từ này với từ kia, nó không nghe rõ ràng. Và trong hôm nay cái cách hát em hát thì vẫn tốt,
nhưng đối với chị bớt nức nở hơi bị nhiều. Chúc mừng tiết mục của Vinh với Trang. Cảm ơn giám khảo Cẩm Ly và xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Tiết mục này trong đêm nay từ đầu đến giờ là một tiết mục mà anh chú ý dõi theo mọi cái diễn biến của nó, và thực sự là hôm nay anh bất ngờ Thanh Vinh đó. Bởi vì anh nhớ là tập trước thì anh Vinh diễn còn gượng gạo, nhưng mà trong tập này thì Thanh Vinh thật sự là một người chồng, một người cha trong gia đình rất là mạnh mẽ và có một cái gì đó rất là khẳng khái. Những cái xử lý của em lúc với vợ, lúc dằn co nhau trước khi vợ đi, rồi cái nỗi đau khi mà vợ đi, và lúc mà trước lúc đó đó hai người hát với nhau và em quay mặt lại hát, rồi sau khi mà đứa em trai về, và đỉnh điểm nhất là em đã nhận ra sự thật của câu chuyện đó và em đã thiếu điều như là muốn dúi đứa em trai xuống dưới đất á. Mà thật sự là nó rất là chân thật. Anh thấy là chẳng qua là cô Tư cổ có phần hơi đòi hỏi em nhiều hơn một chút xíu, nhưng mà đối với anh thật sự cảm thấy rất đông đầy ở phần của Vinh và cả của phần của Trang nữa. Trang hát những cái câu ban đầu á, những cái lặp lại của những từ em á, em nghe mưa khóc, em nghe nức nở, em. Và anh thấy quá thương cảm cho cái người phụ nữ trong cái hoàn cảnh đó. Và em hát cộng với cái giọng khàn của mình, cộng với cái tình cảm của mình trong đó, thì thật sự là nghe rất nhói lòng luôn. Ở những cái phần đuôi cảm thấy rất là xúc động, rất là tuyệt vời. Cảm ơn đạo diễn Hoàng Nhật Nam ạ. Lúc nãy thì Quang Linh cho các bạn biết là cảm xúc của anh lúc đó như thế nào được không ạ? Thấy Trang diễn rất là sâu, nhưng mà tôi cũng xin thú thực là tôi lại để đến 3/4 thời gian bài hát vừa rồi tôi xoay bạn Vinh. Tôi nghĩ là tôi có cùng quan điểm với anh Nam, là tôi nghĩ là chị Tư chị hơi khó tính, tại chị đã từng đóng cải lương và chị quay rất nhiều video clip, cho nên chị đòi hỏi khó như thế. Chứ tôi thấy em hát rất tốt và anh không ngờ em diễn xuất hay như vậy luôn. Eo ơi, từ mấy cái tập trước qua tập này là em vượt trội, có nghĩa tập trước là em 2 điểm. Thì tập này là em lên 8-9 điểm luôn, em lên một cái anh chóng mặt luôn á. Tuy nhiên như chị Tư nói á, thì anh nghĩ là ở cái đoạn cuối, cái phần hát của em đoạn cuối nó có hơi nức nở thật. Em tiết chế vô đây tí. Cái lúc mà vợ em đi rồi, xong người em vợ về và nói chị Hai, à chị Hai đâu, cái bảo ta đuổi chị Hai mày đi rồi. Thế là trời ơi, cho đi mắng báo em để lên chỗ em nói là giới thiệu chỗ làm này nọ, thì em mới phát hiện ra là mình đã nghi ngờ sai, đúng không? Thì cái lúc đấy là anh thấy em, cái người em trai đứng bên này, em đứng bên này, mặt em đang như thế này, thì kiểu em đang nói tao đuổi chị mày đi rồi, thì đang hầm hầm thế. Tại vì em cứ nghĩ là người vợ đấy phản bội, đúng không? Bắt đầu khi mà người em trai nói thì em mới biết ra nguyên nhân, thì em xây lại ngay. Thì anh thấy cái chỗ đó em chuyển trạng thái hơi bị ngột. Thực sự rằng cái đó là cái động thái để em chuyển từ cái trạng thái này qua trạng thái kia. Em có một cái sự giống như là hơi bị thì ra là như vậy. Mình đã nghĩ, tức là cái đó nó chỉ cần cái biểu hiện trên mặt em cũng được nữa. Thì cái đó thì đòi hỏi, đúng là đòi hỏi em. Nhưng mà tại vì nãy giờ mọi người khen nói em là từ 2 mà lên 8 lần, nên mình sao mà chị dám chê thêm nữa. Chị chê đây là thứ nhất là chị biết Vinh, và chị biết em bị một cái nhược điểm rất lớn là về cái phần đó. Cho nên hôm nay chê, nhưng không phải là chê mà là em đã làm được, chị có khen. Nhưng ở đây có Trang, chị nói Trang sẽ mài dũa em lại, để biết đâu kỳ này qua cái đợt này em lột xác được về cái phần đó thì chị rất là vui. Cho nên có phần hơi đòi hỏi nhiều. Tại vì khi người ta không làm được thôi, người ta làm được một mình muốn người ta hai, hai mình muốn người ta 3, 4, cái đó là tốt cho em thôi. Xin cảm ơn lời khuyên của ban giám khảo chương trình và xin chúc mừng cho Lê Trang, Thanh Vinh. Vì ai năm đau khổ tại tòa án hạnh phúc của chúng tôi tiếp nhận hồ sơ ly hôn số 18 giữa nguyên đơn chị Jennifer Sơn Cà và anh bị đơn Johnny Huy Vũ. Tôi xin tuyên bố khai mạc phiên tòa. Thôi, vui lắm hả? Hôm nay là phiên xử cũng như là phiên hòa giải cuối cùng.
hai đương sự có còn lời nào để nói với nhau nữa hay không? Tôi không còn lời nào để nói với anh ta nữa. Tôi cũng không còn lời nào để nói với cô ta nữa trơn á. Bây giờ chỉ biết là xin mấy anh ban nhạc làm ơn làm phước cho Johnny xin một chút music để lấy ngẫu hứng cãi lộn với cô ta. Tông son đăng thứ nè, tóc của tôi chết với tôi. Mỗi sáng thức giấc bỗng thấy chỉ riêng mình ta, tiếng hót thanh thoát của những chú chim vừa qua. Ngày vui lại lên, sao lòng thấy cô đơn lạ thường. Ngày em rời xa, tôi chỉ thấy trái đất tôi sao buồn tanh. Xuân phố bỗng thấy thấp thoáng dáng ai vừa qua, cứ ngỡ bỗng dáng mái tóc ngã thương người xưa. Thì ra mình say nên từng bóng dáng xưa trở về. Chiều đông người qua sao chỉ thấy trái đất chỉ riêng mình ta. Hey! Hãy cho tôi nụ cười người ơi, hãy cho tôi một giây phút thôi để tôi thấy đời đang sống. Anh ơi có hay không, ném cho tôi nụ cười là lời nói với tôi rằng anh rất vui để tôi sống bằng hình bóng đôi khi có khi không. Em cho tôi bao nhiêu lời cay đắng, em cho tôi bao miền lắng đồng. Anh cho tôi mê, anh cho tôi say, anh cho tôi quên luôn kiếp tù đầy. Đường đời ai biết có lúc khi đổi thay, đường tình ai hay có những đau thương mà thôi. Đường đời ai biết có lúc khi đổi thay, đường tình ai hay có những đau thương mà thôi. Đường đời ai biết có lúc khi đổi thay, đường tình ai hay có những đau thương mà thôi. Đường đời ai biết có lúc khi đổi thay, đường tình ai hay có những đau thương mà thôi. Thân chủ của tôi đâu? Thân chủ của tôi đâu? Trật tự, mời tất cả về chỗ. Đã đến mức này rồi thì tôi khẳng định là hai anh chị không thể nào trở về bên nhau được. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần phân chia tài sản. Tất cả những thứ này rất dễ phân chia, nhưng hai anh chị chỉ có một đứa con chung duy nhất. Mời cháu Johnny Huy Minh. Con trai, cho chú được hỏi, nếu như sau này ba và mẹ của con không còn ở chung với nhau nữa thì con muốn ở chung với ba hay là ở chung với mẹ? Con chỉ muốn ở chung cả hai người mà thôi. Con muốn ba mẹ không cãi nhau nữa, cùng con ăn cơm, cùng con đi chơi. Vì đã 4 năm rồi con không có được điều đó. Con à, ba xin lỗi con. Ba hứa kể từ nay ba sẽ dành nhiều thời gian hơn để quan tâm con, chăm sóc con. Mẹ cũng vậy, mẹ cũng xin lỗi con. Em à, cho anh xin lỗi. Em cũng xin lỗi anh.
Johnny. Sao lên? Johnny. Rồi! Tất cả mọi chuyện vừa qua chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi. Tôi, chánh án, xin tuyên bố hồ sơ ly hôn số 18 không thành. Yeah! Em à, anh sẽ dẫn em và con đi du lịch một tuần luôn. Trời ơi, Minh ơi, mình chuẩn bị đi du lịch rồi. Yeah! Em à, nói nghe nè, sau này dù có bận cỡ nào cũng phải dành thời gian cho gia đình nha em nha. Anh đừng có bỏ em à. Anh hứa. Em muốn xin ý kiến của đạo diễn Hoàng Nhật Nam trước, được không ạ? À? Đây là một cái tiết mục mà anh cảm thấy phấn khích nhất, cả về phần nghe, phần nhìn, và cảm thấy cuốn hút từ đầu cho đến cuối tiết mục. Và anh có cảm nhận như là cái tiết mục này nó giống như một cái bức tranh biếm họa, nó rất là sâu sắc, nó hài hước và nhẹ nhàng lắm. Anh thấy thật sự rất là hài lòng luôn. Kể từ những cái vòng trước nhưng mà đến vòng này thì các em càng tô đậm tính cách nhân vật của các em hơn nữa. Những cái không nhìn nhau, nhìn nhau xỉa xói, rồi cái gác chân qua, rồi đi qua đi lại, tất cả mọi thứ đều có sự tính toán vô cùng chi li, tính toán bằng những cái nhịp điệu về mặt nhảy múa trên sân khấu á, chứ không phải là cái tuyến kịch nữa. Và dàn bao xung quanh cũng là như vậy luôn, tổng thể hài hòa, và anh rất là thích tiết mục này. Chị thích cái thông điệp trong cái tác phẩm này luôn. Cái thông điệp rất hay. Mà đôi khi có nhiều người trong xã hội, nhiều khi người ta nhìn lại đi, bởi vì nhiều khi vợ chồng với nhau không có những cái chia sẻ, những cái hiểu lầm nhiều khi chỉ là hiểu lầm, nhưng mà mình nuôi trong lòng lâu quá nó thành một cái vết rạn rất là lớn. Và cái kết của tụi em cũng rất là hay luôn, rất là có hậu. Nói về hát thì hôm nay chị có lời khen với Sơn Ca nhiều hơn. Em hát rất là rõ, chắc. Phần diễn của em rất là tốt, nó rất tự nhiên. Tự nhiên nó ra lắm. Còn Vũ á, không phải là em hát không tốt, nhưng tại vì tụi em đã tốt cho nên là chỉ có cái sự đòi hỏi hơi cao một tí xíu. Em hát vẫn ok, nhưng giá như Vũ em hát chắc một tí xíu nữa, nảy một tí xíu nữa ở cái hai cái bài đầu, nó sẽ hay hơn. Và chúc cho hai bạn sẽ còn có những bất ngờ, những ấn tượng, những màu sắc khác trong các vòng tiếp theo. Khu Huy Vũ và Sơn Ca, thưa quý vị. Trời ơi, làm cái giải xì mà đầu quay cuồng cuộn á trời. Phải ráng lết về tới ngôi nhà của mình nữa để... Ôi mừng quá, tới nhà rồi. Vì nhà cửa và trong quê trong quốc à. Vợ ơi, kéo anh vô vợ. Đầu đầu quá. Ôi, nó gặp gần. Gần rồi đời sẽ đi về đâu. Ôi nó bền bồng, nó bồng bền, riêng đời chẳng quên được màu. Yeah! Hãy nhẹ nhàng, hãy nhịp nhàng, rầu nồng hãy nâng cạn ly. Bạn ơi, ta chẳng cần đời, ta bất cần đời, mặc đời sẽ đi về đâu. Cho nó bập bền, nó bập bền, chuyện đời chẳng xuôi được ta. Khi đất cạn rồi, hết sạch rồi, thì đời hết cơn sầu bi. Em ơi anh đâu có sai, phải rồi anh đâu có sai. Hôm qua anh nhảy xuống ao, anh tắm dưới ao là ao cá dồ. Gặp gần khổ cái đời tôi, bền bồng thấy mà mê. Nghiêng qua bước dài bước ngắn, chán chê ôi vợ, cái mà là vợ. Em ơi anh không có sai nha, phải rồi anh không có sai. Hôm qua anh bám gốc cây, ngủ dưới gốc tre ở nơi công làng. Râu nồng chỉ dài ly, nhịp nhàng để mà phê. Rồi đây chứng nào tắt nấy, thôi anh xin chừa cái mà là chưa. Trời ơi, ồn quá vậy hả? Cái gì mà ồn không để ai ngủ vậy hả? Ôi, nó gặp gần, nó gặp gần, rồi đời sẽ đi về đâu? Ôi, nó bồng bềnh,
đường sẽ quên được màu. Vô hãy nhẹ nhàng, hãy nhịp nhàng, rượu nồng hãy nâng cạn ly. Bạn ơi, ta chẳng cần đời, ta bất cần đời, mặc đời sẽ đi về đâu. Cho nó bập bềnh, nó bập bềnh, sầu muộn sẽ quên được thôi. Khi đã cạn rồi, hết sạch rồi, thì đời hết cơn sầu bi. Tôi bất tiêu hết trơn vậy. Ê, mày là thằng nào? Ờ, hả? Tôi á, tôi là năm quán chồng bà nè. Bà nhậu hả? Nè, tôi nói cho ông biết, tôi đang ngủ trong căn biệt thự hoa hồng êm đềm này. Ông về ông la làm tôi thức giấc là tôi quế quế với ông rồi. Mà tôi nói, ôi đâu mất tiêu rồi. Ủa bà kêu cái gì? Ông giấu tôi đúng không? Giấu cái gì? Ghệ. 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 Là bộ bà hả? Bà kêu con ghệ bà ra đây. Kêu nó ra đây. Tôi đâu biết nó ở đâu đâu. Đâu đâu rồi? Bước ra. Trời ơi, ồn quá. Chị Tư, tao quế hai vợ chồng. Tao ngủ trong này giờ chồng mày về phá ồn quá. Thôi tao đi về ngủ cho nó an toàn. Tư, ở lại nhậu với em chứ về bỏ em mình sao Tư? Mà ồn ào quá. Khoan đã, về trời. Bỏ em đây em nhậu mình, tao nói em khùng sao Tư? Bà này chơi kỳ quá. Rồi tao về tới nhà tao gọi nghe. Rồi chúc chúc Tư ngủ ngon, ngủ ngon nghe. Mơ đẹp. Bà. Gì? Bữa nay bà đặt nhậu nữa hả? Bình thường. Tại sao bà nhậu? Ông hỏi tôi hả? Câu này á, tôi hỏi ông mới đúng nè. Gần một tháng nay ông làm cái gì mà ông nhậu say xỉn? Sáng đi sớm tối khuya mới về. Về thì xỉn quá trời xỉn luôn. Tại tôi buồn. Ông buồn cái gì? Tôi buồn vì mấy con cá nó chết nè. Rồi tôi buồn vì làm ăn thất bại nè. Rồi tôi buồn nhà mình nghèo. Rồi tôi đi nhậu. Anh nói làm sao? Anh nhậu để cho hết buồn đúng không? Nhậu để cho hết nghèo đúng không? Được. Được rồi. Anh bước qua đây. Anh bà làm đây. Cái gì vậy bà? Anh ngồi xuống. Thôi đi. Ngồi xuống cho tôi. Bà bình tĩnh. Anh ngồi xuống. Anh muốn nhậu đúng không? Nè, anh uống đi. Anh uống đi. Uống đi. Được, anh không uống thì tôi uống. Thôi được rồi, bà đừng uống nữa. Anh nhậu đi, anh thích nhậu lắm mà. Anh nhậu cho mấy con cá nó sống dậy. Anh nhậu cho ngôi nhà này trở nên giàu sang. Anh nhậu cho nhà này tan quay, cho nó đào dừa lòng anh đi. Anh không có thương vợ con anh mà. Vợ ơi, anh đến, nhưng tại vì anh buồn, vì hai đứa ta hai cuộc đời như một chúng một niềm sâu từ lúc tôi 20. Trong lúc vòng tay anh chưa trọn ân ai nên nhiều đêm thức giấc anh lo sợ đơn phương. Con xin ơn trên cho con lấy được người con yêu suốt đời. Cho người yêu con thương con thật nhiều như trầu yêu miến câu. Vì đôi ta lỡ làng
hết rồi mình ơi. Anh hứa anh sẽ không đi nhậu nhiều nữa nè. Anh sẽ cố gắng làm ăn, nuôi cho con, nuôi vợ. Vợ tha lỗi cho anh nha. Nói được là làm được đó nha. Mà em nói anh nghe nè, phải ráng làm ăn đi, thấy không? Mất kèo này mình bày kèo khác. Chứ bây giờ nhà mình á đông hơn rồi đó. Ủa? Nhà mình ba đứa con với hai vợ chồng mình, đâu ra đông? Không, còn một đứa nữa. Ở đâu? Đây nè. Mày có bầu gì hả? Dạ thiệt. Mừng quá. Thôi nghe con đi anh. Ôi trời, nó đá anh trời. Xạo ghê không? Ê, tụi dạ, ngủ, ngủ ngon. À, mà sao vợ có bầu mà lại đi nhậu? Tôi xui đó. Vợ chồng với nhau có gì nói với nhau một tiếng, tâm sự với nhau một tiếng. Trời ơi, nãy giờ nói chứ nó đâu có nhậu đâu. Mình tôi nhậu thôi à. Nó, người nó mùi rượu là tôi rưới lên cho nó đó. Rồi bây giờ hai vợ chồng về chưa? Dạ rồi. Vui chưa? Vui. Mới có con đúng không? Dạ. Nhậu đi. Nữa hả? Chụp té đó Tư, cẩn thận đó. Chúc mừng Lê Trang và Thanh Vinh. Vâng, và trình diễn vừa rồi đương nhiên là sẽ không thể nào mà đạt được cái thành công như mong đợi nếu như không có phần hỗ trợ của diễn viên Ngọc Hoa. Xin cảm ơn diễn viên Ngọc Hoa. Và bây giờ xin mời Lê Trang và Thanh Vinh sẽ nắng lại sân khấu để cùng nghe nhận xét của ban giám khảo nha. Không biết là bạn sẽ muốn nghe lời nhận xét của giám khảo nào trước? Anh Quang Linh đi. Đầu tiên là về phần hát. Thứ nhất là Vinh trước, quan điểm của anh rất thích những ca sĩ hát đúng nhịp nhá. Nhưng mà riêng cái bài vừa rồi em lại bị đúng nhịp quá. Thế là nó mất đi độ của người say. Say ta chẳng đúng nhịp thế đâu. Em phải nảy lên một tí nữa. Ví dụ sẽ có câu em đúng nhịp mà câu sau em phải lơi ra một tí. Thì như đúng là tôi đang say, ví dụ thế. Với những người khác thế nào thì anh không biết. Nhưng riêng anh thấy từ kịch bản cho đến các cái thoại, cho đến các hát đối đáp của hai em, nó rất là chặt. Cái tiết mục vừa rồi thực sự là hai bạn chiêu đãi cho khán giả. Đó là hai cái phần. Phần đầu giống như là những cái thanh âm của những người say, giống như là Túy Ca vậy đó. Nó rất là thú vị, nó có cái gì đó tiếu táo, đời. Và dĩ nhiên là có thêm một vài cái câu lơi nữa như ý anh Quang Linh nữa, thì nó sẽ chân thực hơn nữa. Đó, và đúng là cái trong tiết mục này á, từ say đến tỉnh, rồi từ hài đến bi, nó chỉ là trong một cái ranh giới mỏng thôi. Và nó cũng giống như trong cuộc đời, trong từng cái thân phận đó, thì anh thấy là nó cũng có những cái thông điệp nó dễ thương. Và cái phần diễn của hai em á, anh rất là thích. Anh thấy là mọi thứ nó diễn ra vô cùng là tự nhiên và nó rất là đáng yêu luôn. Chúc mừng tiết mục này. Vâng, xin cảm ơn những lời khen có cánh từ ban giám khảo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thiệt tình à, ở nhà có hai cha con mà riết tôi không biết tôi là cha hay là con của nó nữa. Suốt ngày nó tặng đồ chơi con nít hoài ha. Mà thường bữa tặng này kia coi cũng vui, còn này tặng con chó làm được cái gì? Đồ chó dởm. Trời đất ơi, cái gì vậy? Trời ơi, trời ơi, con chửi mày cái là mày biết trả lời hả? Nói nghe nè, bây giờ á thử mà mày kêu cho ông nghe cái là thưa ba con đi làm mới về chắc tao xỉu ngang à. Thưa ba con làm cái gì? Ba. Trời đất ơi, giỡn với ba tí xíu mà. Trời ơi, con hả? Vậy mà ba con tưởng đâu là con chó này nó kêu ba không à? Ba hỏi thiệt nha, làm gì mà trong một tuần nay á bay cứ tặng đồ chơi cho ba hoài à? Thật ra thì cái tuần lễ này nè, con đi làm con thấy ba ở nhà buồn à. Con muốn đổi món cho ba vui à. Mà hình như hôm nay ba có gì buồn buồn đúng không? Không có gì đâu con. Tại người già họ hay suy nghĩ tùm lum tá lả vậy đó, không có gì đâu. Con thấy ba có chuyện gì buồn đâu, ba nói con nghe thử coi nè. Ba muốn hỏi con là có bao giờ con có ý định đi tìm má của con không? Từ lúc lớn tới giờ con ở bên đây với ba luôn, con đâu có biết được mặt má như thế nào đâu. Hỏi ba thì ba nói là má con sinh con ra xong là má mất luôn. Thật ra má của con vẫn còn sống. Ba nói sao? Tại sao
từ đó tới giờ ba lại giấu con, ba không cho con biết má đâu. Lòng má ơi, đâu ba? Con bình tĩnh đi, ba xin lỗi con mà, ba có nỗi khổ riêng con ơi. Lòng ơi, bây giờ con phải về Việt Nam, con phải về quê hương của con phải tìm má của con. Đi đi con, đi đi. Khoan đã, đây nè, đây, đây, tấm hình này là má của con. Đi tìm má đi con, đi đi. Vô con, bận vô. Lòng, đi đi, đi về tìm má của con. Đây nữa, con hãy cầm lá thư này về nói với má của con là ba gửi cho má con. Và tuyệt nhiên con không được quyền mở ra trước khi gặp má của con. Nhớ nghe không con? Đi đi con. Cô ơi,
cho con hỏi, đây có phải là nhà cô Bảy Lan không cô? Ủa mà cậu tìm ai? Con tìm cô Bảy Lan. Cô Bảy Lan hả? Dạ. Tôi là Bảy Lan nè. Mà cậu tìm cô có chuyện gì không? Thôi đi 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 vô nhà đi rồi nói nha. Đâu rồi? Dạ dạ con đây. Ngồi đi cậu. Ngồi đi. Ủa cô mà hình như cô ở đây có mình nên hay sao cô? Tôi á, tôi có thằng con trai, nó tên là Long. Nhưng mà năm mà nó 3 tuổi á thì gia đình chồng tôi đòi đi nước ngoài định cư. Nhưng mà tôi á thì không có chịu. Bởi vì lúc đó mẹ tôi bệnh nặng lắm, tôi muốn ở lại chăm sóc cho bà, đợi khỏe chút rồi hai vợ chồng tính sao. Vậy đó. Rồi cái hai vợ chồng cãi nhau, xong cái một đêm mưa ổng bồng con tôi đi đâu mất tiêu luôn. Mà người ta nói á, tôi cũng không biết ổng đi đâu nữa. Đời đâu tầm tuần sau mẹ tôi cũng mất luôn. Rồi ngày nào tôi cũng khóc, khóc hoài, khóc hoài. Rồi đến một ngày khi mà tôi mở mắt ra thì tôi không còn thấy được cái gì nữa hết á. Và tôi nhớ nó là, tôi nhớ nhất là nó có một ruồi ở bên tay trái này. Rồi từ ngày mà ông bồng nó đi đến giờ tôi không biết là như thế nào nữa. Má, con là Long nè má. Má ơi, con đừng là mọi người cứ gạt tôi. Mấy đứa nhỏ nghe nào nó nghe, nó không nhận tôi là má. Má ơi, con đừng có nghe tôi kể rồi con nhận con làm thôi thôi lắm rồi. Má ơi, con là con của ông Tư Cải nè má. Má, má ơi, má nhớ cái nốt ruồi này không? Má, đây nè má. Má, tôi xin lỗi má. Tại sao bây giờ con phải về đây má? Con xin lỗi má. Gì? Ba, bây giờ ba mới nói cho con biết là má còn sống. Con mới đi tìm má, mong má tha lỗi cho con. Má, Ông sao? Con về là được rồi. Mà ba của con đâu? Ba con đâu rồi? Ba có gửi cho má một cái lá thư. Để con tí. Đây nè má. Đọc cho má nghe đi con. Gửi bà Lan, tôi xin lỗi bà. Vì ngày trước tôi đã bỏ bà ở lại một mình. Tôi cứ nghĩ tôi đưa con qua đây, tôi sẽ cho nó một cuộc sống hạnh phúc hơn, tốt đẹp hơn. Nhưng thật ra tôi sai rồi. Suốt 20 năm qua, lúc nào tôi cũng sống trong dằn vặt đau khổ. Không một đêm nào tôi ngủ yên được. Và tôi cũng không biết cách nào để nói cho con hiểu. Và cho đến ngày hôm nay,
Bác sĩ nói với tôi là tôi bị ung thư xương thời kỳ cuối. Chắc là tôi cũng không có sống được bao lâu nữa đâu. Đó chắc cũng là những gì mà tôi đã gây ra lỗi lầm như bà. Tôi có lỗi với bà nhiều lắm. Long ơi, con hãy thay ba chăm sóc và yêu thương má. Tôi xin lỗi bà. Dù sông tố khó khăn đã qua, mẹ vẫn dõi theo con phía sau. Đêm con đi thênh thang bước chân là nhớ có mẹ. Mẹ là ánh sáng của đời con, là vầng dương trên cao ấm áp. Trái tim mẹ tựa như biển trời, muôn đời trốn quay về bình yên. Là nơi chốn quay về bình một của ca sĩ Thanh Lan, ca sĩ Triệu Long và đặc biệt là phần hỗ trợ của diễn viên Trường Khanh. Cảm ơn bạn. Có lẽ là do cả hai mình truyền cảm hứng cho nhau như vậy mà những cái cảm xúc sau khi thoát ra khỏi nhân vật rồi thì nước mắt vẫn không thể ngừng tuôn rơi. Đầu tiên xin mời ca sĩ Cẩm Ly ạ. Ở đây thì hôm nay phải có cái lời khen cho Lan rất nhiều. Khi Lan diễn mà nãy Ly thấy là Lan nhập tâm từ ở những câu hát đầu luôn. Cái sự mềm mại trong cái bài hát Lan có hết, cảm xúc cũng có. Nhưng mà lúc đầu chỉ là cái cảm xúc trong ca khúc thôi. Nhưng mà khi bắt đầu Lan diễn từ từ thì nó càng dâng cao lên nhiều. Và những cái nức của Lan, những cái khóc của Lan, Ly thấy là Lan diễn rất rất là tốt luôn. Còn nói về Long, Long gặp rất là nhiều những cái vấn đề nhỏ trong cái kịch bản này của mình. Chẳng hạn như là cái lá thư đó. Bởi vì nhiều khi mình không kỹ, mình để cái áo nhiều túi quá, tìm nát tan. Ly tưởng là không có cái lá thư đó, là không biết xử trí như thế nào, mà cuối cùng lại tìm được. Cái đó là trong kịch bản hay là tại vì mình để đâu mình không nhớ luôn? Nó nằm ở trong cái ống tay chứ không phải là trong cái túi, cho nên em tìm trong mấy cái túi hoài mà không thấy. Thì bởi vì cái đó là một cái tai nạn đó. Tại vì chị thấy em lục từ đầu luôn. Và em có những cái chi tiết nhỏ nhỏ thôi, tại vì cái kịch bản của mình, cái bài hát của mình nó hay. Thì mình cố gắng mình để cho đừng có những cái hạt sạn. Cô Lan không thấy em nhưng em thấy mẹ. Em biết mẹ, chị biết là em đang phân tâm nhưng mà em không thể lắp cầm cái áo lên em lục sục hoài lúc mà cô Lan có nói chuyện. Những cái tích tắc đó nó làm cái cảm xúc của em nó không có đầy. Thì nói anh cũng phải nói luôn, có chút xíu chi tiết. Không có người con nào mà khi mẹ kể tới cái nước đó rồi đó, là kể con tôi vậy, tại sao tôi vậy, tại sao đôi mắt tôi mù. Là người con ngồi đó chỉ nước mắt vàng vụa rồi, không thể nào mà ngồi im. Dạ con ngồi đây. Để ý chút xíu đó thôi. Nhưng mà ở đây anh thông cảm một chỗ là tụi em mới bắt đầu diễn xuất để cùng nhập vào cuộc chơi. Còn một chi tiết nữa, anh không thích Lan hát câu cuối. Cái chỗ đó nó rất là đã, là Long cất vào cái câu là dù giông tố đã qua, thí dụ như thế, Lan đừng có bè vô một cái. Cái chỗ đó anh không cần. Chỗ đó người ta đâu còn chấm cái bè nữa. Người ta chỉ cần cảm xúc chứ không cần cái bè. Rút kinh nghiệm anh cho đó thôi. Rồi, chúc mừng tiết mục của hai bạn. Dạ, cảm ơn anh chị. Cảm ơn những đánh giá chuyên môn của nhạc sĩ Minh Vi ạ. Và chúc cho Thanh Lan, Triệu Long chúng ta sẽ có thêm thật nhiều những lời khen và những tràng pháo tay của khán giả trong những nỗ lực tiếp theo của chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca Cặp Đôi Vàng nhé. Cảm ơn các bạn về tiết mục này. Ôi, anh Sơn, anh đưa em đi đâu vậy? Em cứ từ từ. Đi cẩn thận nha. Anh muốn dành bất ngờ này cho em mà. Thôi đi, anh bất ngờ gì mà anh bịt mắt em giống như là bị bắt cóc vậy đó. Anh bắt cóc em lâu rồi bây giờ mới hay hả? Anh này. Chuẩn bị nha. Dạ. 1 2 3 tăng 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 tăng. Happy birthday to you.
Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wow. Chúng ta cùng dành một tràng pháo tay cho sinh nhật của Hồng Trang. Dạ rồi xong, mình về đi anh. Ê, khoan khoan khoan, trời, làm gì mà về sớm vậy? Ở lại đây còn một tiết mục rất đặc biệt. Đó là một món quà cũng rất đặc biệt của Sơn dành cho em. Gì anh? Biết rồi. Gì vậy? À. Kêu. Gì vậy? Nghe bún kêu ngon lành. Quà đâu? À, quên 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 quên. Tụi họ biết bún mà bún quá trời luôn rồi. Quà sinh nhật anh tặng cho em. Em cảm ơn anh. Trời ơi, trao nhẫn rồi còn nói gì đi. Nè Sơn, nói gì đi, nói tình tứ vô. Có nói qua thời hát đi. Giá về miền xuôi, anh đưa em cuối đèo đường đời. Gió đầu non, gió lòng đầu gầy. Đường em đi đường nở hoa khắp luống cây. Trên đường em đi đường nở hoa khắp bốn mùa. Gió, gió về là về miền xuôi. Anh đưa em nước lớn nước dòng, để em qua sông qua suối thăm chồng. Gió về miền xuôi qua bốn vịnh năm voi, đó vẫn đưa em ngược xuôi. Thôi đi, anh đừng có xạo. Anh nói là anh đưa em đi ngược đi xuôi. Vậy mà con người ha, bỏ người ta ở nhà đi công tác hoài. Không có đâu. Em lúc nào cũng là số 1 của anh hết trơn. Ơi, lãng mạn quá đi. Nhưng mà Trang ơi, Trang ơi, Trang ơi, Trang có biết không Trang? Hôm nay anh Sơn đã bao cả cái quán này là vì Trang. Và cái quán hôm nay cũng có một tiết mục đặc biệt dành tặng cho Trang. Cảm ơn, tôi không nhận được không? Phải nhận, phải nhận. Ok, ok, nhận. Và để mở đầu chương trình là một giọng hát tươi trẻ, khỏe mạnh, đẹp trai, nhìn là muốn ăn ngay. À, nhìn là thích ngay. Từ ca sĩ Quỳnh Thật 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 Thà. Quỳnh Thật xin kính chào quý vị. Tôi nể ông thiệt nha. Vợ lớn vợ nhỏ gì đâu mà thuận quả chân à. Bữa nào chia tôi miếng bí kíp nha. Nghe vô. Đôi khi trời nhìn em, xem dung nhan đó bây giờ ra sao. Em có còn đôi má đào từ khi vắng nhau, em như tấm vải lụa đào, thương thâu đêm giấc ngủ xanh xao. Em có bề nào ai đón ai đưa? Cuộc đời mùa, một mai mưa ướt áo
Trời ơi trời, hát cái gì vậy? Trời, hát hay quá trời luôn. Hay gì mà hay, buồn hiu buồn hiu. Ơi sinh nhật mà buồn quá à. Chơi nhạc sôi động lên đi, vui lên. À nhạc sôi động lên. Vui lên, vui đi. Go, go. Woo. Hát luôn. Woo. Cái gì vậy? Buông tôi ra đi. Anh dẫn tôi đi đâu vậy? Anh Thuận, buông tôi ra. Đi anh ra. Dẫn tôi đi đâu vậy? Đi đâu? Đi ra. Đi đâu? Đi về. Về đâu? Về quê. Quê nào? Quê của tụi mình. Tôi không có quê hương gì hết trơn á. Tôi là ở đây. Cuộc sống tôi ở đây. Bây giờ là tôi ở đây. Còn tương lai của em thì sao? Tôi với anh hết rồi. Anh đi đi. Trang à, bỏ hết đi em. Mình sẽ về quê. Mình làm lại từ đầu. Anh hứa, anh sẽ đi làm. Anh làm ngày, anh làm đêm, anh làm tất cả mọi thứ để lo cho tương lai của chúng ta. Còn số nợ của ba má em thì sao? Anh sẽ trả. Anh trả tới khi nào? Một năm, hai năm, hay ba năm? Trả cả cuộc đời của anh cũng không bao giờ hết số nợ đó đâu. Anh đi đi. Trang à, em định làm vé người ta đến suốt cuộc đời hay sao? Em chấp nhận. Anh Thật à, đời này em đã nợ anh quá nhiều rồi. Em không muốn mình lại gánh nặng thêm cho anh nữa. Còn chuyện tình, chuyện tình của thằng Thật và con Thà năm xưa, anh xem như là con Thà nó chết rồi. Bên nhau nay chỉ còn là niềm thương đau. Sao tình yêu hóa ra hận sâu, sao dịu êm hóa ra nghẹn ngào, sao cuộc đời tựa chiếm bao. Hết những ước mơ lệ tuôn rơi nhỏ, đêm dài hương thương nhớ. Cuộc đời từ đây u buồn ngang trái, để mình ai đắng cay. Anh biết chẳng anh, em nói rằng trọn đời yêu anh, sao nỡ đành lòng nào lại quên. Bạc đầu bây giờ trả lại chẳng sao. Câu tình yêu giữ không nhạt màu, câu mình thương đến khi bạc đầu bây giờ trả lại chẳng Trong không khí rôm rã này thì thấy có anh Linh anh suy tư quá. Dạ có điều chi ạ? Đây là một trong những cái điều mà không phải lần đầu tiên anh nói với hai bạn này, hầu như gặp lần nào cũng nói hết á. À, mà hai bạn này rất là e ấp, ngại, chỉ là đứng hát thôi chứ diễn xuất thì rất là sợ. Nhưng mà hôm nay hai em thực ra là còn rất là nhiều chỗ để bàn. Nhưng mà anh ghi nhận rõ ràng là sự cố gắng của cả hai em. Và anh thấy tại em cứ sợ vậy thôi, chứ anh thấy là diễn được cơ mà. Thậm chí là có một vài chỗ anh thấy khá là tốt là đằng khác. Và anh nghĩ cứ đà thế rồi các em cố gắng lên đi. Các em vừa trải nghiệm qua một điều mà em thấy rất rất là thích mà.
thì anh mong là cứ đà thế này hai em cố gắng tiến lên nhé. Chị cũng có cảm nhận giống như anh Linh vậy đó. Có lẽ là tụi em mới nên cái sự vụng về phải chấp nhận là phải có rồi. Mà tụi em chịu thử sức mình, chịu tháo hai cái nẹp ra là tốt rồi. Nhưng mà đặc biệt có lời khen đối với Thật, lúc em đứng em diễn, em có cái diễn biến tâm lý đi từng cái bậc thang lên để mà em bung cái câu cuối cùng mà em la như thế. Cái chỗ đó một cái sự là gọi là chị dùng từ đột phá đối với một người mà như hình Thật. Anh đi đi. Trang à, em định làm bé người ta đến suốt cuộc đời hay sao? Còn Sơn thì thôi, anh ấy đi giống như một đại gia, nhưng chơi lắm, đi rất là kênh kiệu lên. Nói chung là hôm nay tụi em tiến bộ rất nhiều về cái phần đó, tuy nó còn vụng về nhưng mà chú ý kỹ hơn. Tại vì nhiều khi mình tập trung vào diễn đó, mình chưa có quen, mình bị phân tâm, cho nên là cái hát của mình á nó tròn nhưng nó chưa được sắc nét. Ok, chúc mừng tiến bộ. Dân xin được cảm ơn những lời nhận xét rất là quý báu từ quý ban giám khảo. Xin cảm ơn ca sĩ Trường Sơn và ca sĩ Quỳnh Thật. Bé Hai. Ây da, ôi chà. Anh có sao không? Anh không sao. Bé Hai chờ anh có lâu không? Chờ lâu muốn chết luôn vậy á. Anh xin lỗi. Tranh thủ để dành tiền cưới người ta đi, chứ để thiên hạ dèm pha hoài coi sao được. Thiệt á, có gì chắc em chết luôn á. Khổ quá. Thân anh á thì một cô cha mẹ từ nhỏ, sống lang thang rài đây mai đó, tới cuộc đất chọi chim á anh còn không có nữa. Đã vậy đó nè, em coi nè, cái chân thì bên chấm bên phẩy vậy, ai mà thèm ưng. Bé Hai à, nếu mà không có em á anh không biết làm sao nữa. Đừng có thấy nịnh tôi vậy, tôi tha cho nha. Lần này là phải dẫn em đi theo á, chứ mấy lần trước em đưa mấy nhỏ đó cho anh dắt qua bên kia, biết nửa đường anh có làm ui gì đó. Đâu. Ừ thì em muốn đi thì anh dắt em đi. Nhưng mà anh nói trước nha. Sao? Qua bệnh khổ lắm á. Trời, em đâu có sợ. Quỷ mà. Kỳ cục quá à. Trời ơi, cái tướng kìa, nó cưng hết sức rồi trời. Anh chờ em chút xíu nha. Ừ. Em vô em lấy cái giỏ, em soạn đồ. Em đi với anh nha. Anh biết rồi. Ủa bé Hai ơi, bé Hai. Dạ. Bé Hai. Ủa làm gì soạn đồ bỏ trong cái giỏ đi đâu vậy con? Dạ, con đi mừng ăn. Con ơi con, thất đức lắm đó con. Con không làm nghề này con biết con làm gì. Rồi tiền đâu con nuôi gia đình mình, rồi tiền đâu con lo cho má bệnh. Má biết con vì em, vì má, vì gia đình này. Nhưng mà con ơi, thất đức lắm con ơi. Má à, má yên tâm đi. Để đợt này á, con với bé Hai qua bệnh á, xong rồi tụi con sẽ về quê làm đám cưới thật là linh đình luôn. Tới lúc đó má muốn tụi con làm gì á, tụi con để chiều theo ý má nha. Con ơi, làm dạ. Một lần này thôi nha con. Một dạ. Lần cuối cùng nha dạ. Rồi làm đám cưới nha con dạ. Má mừng lắm, má mừng lắm con. Thôi, ủa mà mấy hôm trước má thấy con đi có mình, bữa nay mắc mớ gì dẫn bé Hai đi vậy con? Kìa má, má lại hỏi nữa rồi. Thì con và anh trước sau gì cũng là vợ chồng, nên bây giờ đi qua bên đó kết hợp du lịch. Người ta nói là đi tuần trăng mật trước khi đám cưới á má. Con nói cái gì vậy bé Hai? Ủa, mén đâu ta? Chị bé Hai ơi, chị bé Hai. Chị nghe nè. Chị, em chờ ngoài này lâu quá nè. Chị ra liền. Má thấy không? Con bán tụi nó mà nó còn nôn hơn con nữa đó. Trời ơi, má lo lắm con ơi. Cẩn thận nha con. Con đi nha bác. Thôi đi anh, lẹ đi, con nén nó chờ kìa. Nó nói gì nữa kìa? Gì nữa con? Nó muốn hát với em một bài rồi đi đó. Không có con, ý em nó nói là muốn nghe giống như mấy bữa mà hai đứa bay karaoke cho nó nghe đó. Thôi tranh thủ hát dạ. Cho em đó một bài. Ủa? Đi con. Phải hát đi em. Dạ thì để con hát. Dạ. Cưng lắm nói hát đó nha. Đi nhanh em ơi. Em biết rồi, chờ em chút xíu đi. Đi nha, anh chờ đó. Má lại, vài bữa con về nha má. Cẩn thận nha con. Đi nha. Ngày xa rời miền quê, mẹ dõi theo nước mắt đôi dòng, cha xót và buồn trong thương.
xa rời quê nghèo buồn không. Mai đây hãy bỏ quê nhà, cách ngàn trùng xa theo người dân về nơi xứ xa. Thương hai duyên phần ngày mai, thân con gái nỗi lòng riêng mang. Chỉ xa rời miền quê mà bấy lâu sao vẫn chưa về, cha xót và buồn trong nơi quê nghèo mẹ thương nhớ mong. Nơi xưa là miền xa, nó phải đẹp lắm chứ. Cái gì mà đồng khô cỏ cháy, nắng trời nắng quá trời. Trời ơi, thì anh đã nói trước với em rồi đó, mà em muốn nghe anh đâu. Tới nhanh chưa anh chị đi. Đường gì mà xa quá rồi vậy nè. Thôi giờ anh tới chưa? Tôi vậy chưa. Cái gì mà mày sàn quà với mày, đứng ghế chồng tao đi qua đây. Thôi giờ vậy nè, bé hai á, Dân Mén, qua đây anh chị nè, qua đây. Em đi thẳng đó là tới ở nhà đó. Rồi tới đó hai chị em vô đó nghỉ ngơi đi. Anh ở đây được chút xíu rồi anh về liền nha. Thôi đi đi. Đi vô, đứng sàn ràng sàn ràng. Đứng hốt chồng ta hay gì á. Dạ tôi chào ông. Wow. Dạ em chào chú. Dạ. Hôm nay chú em mày để anh chờ hơi lâu á. Dạ em xin lỗi chú nhiều. Dạ. Nè. Đếm đi. Dạ dạ. Ủa ông chủ, sao đợt này nhiều vậy ông chủ? Bộ ông chủ lên giá cho em hả? Lần này tao thấy hai đứa, tao đưa gấp đôi. Phần còn lại á, tao thưởng cho chú em. Ông chủ vô tính quá. Anh ơi đâu rồi? Ơi Anh nè mới nghe nè. Sao? Ở đây mấy bữa rồi chán quá. Chứ không có cảnh trí gì đẹp hết. Mà công việc cũng xong rồi, thôi mình đi về đi anh. Em đang ở đây chờ anh vài hôm nữa nha. Anh còn một số công chuyện á chưa giải quyết xong nữa. Để anh qua tỉnh kế bên á, anh giải quyết cho nhanh nhanh rồi anh về, anh đón em về hen. Thôi thì giờ anh đi thì anh đi. Nhưng mà nói nghe nè. Sao? Em nhớ nhà quá. Không mấy. Bây giờ anh hát lại cho em nghe cái bài hôm bữa thằng Út nó nhờ anh hát được không? Trời ơi, giờ mà còn hát hò gì nữa em. Chứ em nhớ má. Em nhớ thằng Út quá. Được rồi, được rồi. Coi như anh chịu em. Hồi nín, anh thương nha. Giờ này má trông em dữ lắm. Còn thằng Út nữa, thế nào nó cũng nói chỉ xa rời miền quê mà bấy lâu sao vẫn chưa về, cha xót và buồn trong thương con khờ lạc bên ra sao. Nơi xưa là miền xa, đi về đi anh. Rồi rồi. Đi về đi, em nhớ nhà quá. Được, được rồi, được rồi. Mình về quê đi anh. Đi vô đây với anh nè. Ông chủ. Ông chủ ơi. Ông chủ. Ông lộn người đó, ông buông tôi ra coi. Trời đất ơi. Cái gì vậy? Mày có im không? Buông ra. Trời ơi. Ông chủ. Quay. Anh ơi. Anh ơi. Anh ơi. Ông
Cảm ơn chủ nhiều nha. Trời ơi, khỏe. Ta nói mình không vì mình á thì trời tru đất diệt. Em ở đó chơi vui nha em. Anh về trước à. Ủa mà quên, trước giờ mình đâu có bị què đâu trời. Thôi đi à, ở đó chơi vui nha em, anh đi à. Trời ông tha giùm tôi đi ông chủ ơi. Anh Hương ơi, anh Hương, tại sao anh gạt tôi? Má, má ơi, con không nghe lời má, con sai rồi. Ông ơi, hai có lỗi với em. Bé Hai ơi, sao con nói con đi với má mấy bữa con về, mà sao lâu quá con không về với má vậy hả bé Hai? Má ơi, má, bé Hai, ai hát ly sâm thương mà sao lòng nghe thương quá, nơi đất khách quê xa chợt nghe lòng bao xót xa. Ngày xa rời miền quê, lòng vẫn mong sẽ mau quay về. Phép được lắng nghe đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Cái cấu tứ của cái kịch bản này á, nó mang đến cho anh cái sự bất ngờ và anh không có đoán được. Và cái thông điệp mà của cái tiết mục này á, thì nó mang cái tính thời sự. Nó không chỉ nói đến cái vấn nạn là buôn bán người qua biên giới, mà trong đó nó còn đề cập đến những cái triết lý, đó là quả báo nhãn tiền. Thì đó là một cái điều mà anh thấy nó mang đến một cái thông điệp thực sự là nhức nhối. Anh cảm thấy cái cảm xúc của mình trong tiết mục vừa rồi nó rất là đong đầy, đặc biệt là cái đoạn cuối lúc bạn Tiến đứng trên cầu hát ra những cái lời như vậy, thì anh mới nhận ra một cái thông điệp, đó là cái sự khuyết tật về mặt thể xác, về mặt cơ thể nó không đáng sợ bằng sự khuyết tật về mặt tâm hồn. Lúc đó một con người mà có tâm hồn bị khuyết tật với cái lương tâm mà bán cho quỷ rồi, gọi là không màng đến chữ đức, chữ hạnh là gì nữa hết, thì nó sẽ rất là ghê sợ hơn rất là nhiều. Đó thì thật sự là chúc mừng hai bạn với cái tiết mục này. Giá như thôi, cái chỗ mà Tuyền đi ra, em hy sinh bớt cái áo, rách cái tay áo hay rách cái gì đó, thì nó sẽ mạnh hơn cái hình ảnh của em. Và Hương, em bị chút xíu, vì cái cột hơi của em vững, em hát chắc hay, nhưng anh không thích cái rung đuôi của em quá dài, dư quá. Nó không phải là không hay nhưng mà nó bị lố. Còn ngược lại Tuyền hát có tính cách nhân vật trong bài hát. Nhìn chung đây một tiết mục của em làm có cảm xúc và nhiều cái bất ngờ. Chỉ với một cái chiếc cầu tượng trưng cho biên giới của hai bên mà tụi em diễn được cái cảm xúc đó, và để cái vở òa tới cái cuối cùng luôn. Vẫn là một tiết mục rất là đáng xem.